Hello, chào các bạn quay trở lại với số phạm vấn nhé. Các bác xem kênh thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã đồng hồ đây. Một cái đồng hồ rất là đẹp luôn. Đó. Đồng hồ này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ 55 nhá, đồng hồ 55. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ 55 này. Đồng hồ 55 đấy, 55. Con này thì nó sử dụng bằng pin thôi. Giá sẽ là 170.000. 170.000 cho một con đồng hồ 55 như này. Con này thì nó là dòng sử dụng pin nhá, dòng sử dụng pin. Đấy, của thương hiệu SKMA này. Rất là đẹp luôn. Có lịch liếc các thứ đàng hoàng nhá. Rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, màu vàng gold rất là đẹp. Mặt của nó cũng rất là sang trọng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ 55 nhá. Đồng hồ 55. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 cho con đồng hồ 55 như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ các bác lên cho em là điện tử dây thép nhé. Đấy, đồng hồ này thì nó sẽ là đồng hồ điện tử và dây của nó thì nó lại là thuộc dạng là dây thép. Đấy, có hai màu, màu vàng và màu đen như này. Đấy, lên cho em là đồng hồ điện tử dây thép nhé, có hai màu, màu vàng và màu đen. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k nhé. Đấy, 100.000 thôi. Đấy, lên cho em đó là 100k đồng hồ điện tử này, điện tử dây thép nhá, dây thép. Đấy, đồng hồ bằng điện tử nhưng mà nó lại là dây thép như này. Đấy, điện tử và dây thép như này. Con này đeo thì rất là sang xịn mịn luôn. Đây, khi các bác đeo vào thì nó rất là sang con này. Đấy, nhỏ gọn như này, có này rất đẹp luôn. Đó, lên cho em là đồng hồ điện tử dây thép nhá. Đấy, nó này nó sẽ là dòng đồng hồ điện tử. Đấy, có lịch ngày tháng đầy đủ cho các bác luôn và chạy bằng số điện tử như này. Và dây của nó là dây thép nhá. Lên cho em là đồng hồ điện tử dây thép, giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con điện tử dây thép như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái lớp nguyên cái lớp túi bóng này. Về nhà các bác bóc cho em, túi bóng chống xước các bác bóc cho em nhá. Đồng hồ điện tử dây thép này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ đây. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ vuông nhá, đồng hồ vuông. Đấy, đồng hồ vuông như này. Lên cho em là đồng hồ vuông, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 thôi, 90k. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ vuông nhá. Đồng hồ vuông. Đấy. Đồng hồ điện tử, con này thì cũng là điện tử thôi. Đấy, đây sẽ là điện tử như này. Thì lên cho em là đồng hồ điện tử vuông nhá, đồng hồ điện tử vuông. Giá sẽ là 90k nhá. 90.000 cho một con đồng hồ điện tử vuông như này. Đó, đây, rất đẹp không nhá. Giá thì chỉ có 90k thôi. Giá khá là hợp lý cho các bác luôn. 90k cho một con đồng hồ điện tử vuông như này các bác nhá. 90.000 một chiếc. Đó, lên cho em là đồng hồ điện tử vuông này. Đồng hồ điện tử vuông, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k một chiếc. Dây này của nó thì nó sẽ là bằng dây nhựa. Đấy, dây nhựa nhá. Đấy, còn con này thì nó sẽ là đồng hồ điện tử và dây của nó thì là dây thép không gỉ nhá. Dây thép không gỉ, con này là 100. Còn con này thì dây nhựa và giá của nó sẽ là 90.000, 90.000. Ngoài ra thì bên shop có cái mã đồng hồ thể thao con này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. 80k cho một con đồng hồ thể thao như này nhá. Cũng rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao. Giá sẽ là 80k một chiếc nhá. 80k cho một con đồng hồ thể thao như này. Lên cho em là đồng hồ thể thao. Giá của nó sẽ là 80.000 các bạn. 80.000. Có đèn các bác này. Đấy, đèn điếc các thứ đàng hoàng. Rất là ngon lành cho các bác luôn. Lên cho em là đồng hồ thể thao nhá. Đây, đèn sáng qua đây. Đó, giá sẽ là 80k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi này. Đấy. Các bác lên cho em là tỉa lông mũi nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k cho một cái tỉa lông mũi này thôi. Giá thanh lý cho các bác 30.000 một chiếc nhá. 30.000 cho một chiếc tỉa lông mũi như này. Hàng bằng inox 304. Đẹp sáng bóng cho các bác luôn, 30.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái này. Nó sẽ là cái giấy lau bếp nhá. Giấy lau bếp, một bịch này của nó thì sẽ là
30.000. 30.000 cho một bịch giấy lau bếp như này. 30k cho một bịch giấy lau bếp này, 80 tờ luôn. Tha hồ cho các bác thoải mái lau nhá. Giấy lau bếp 30.000 này. Đó. Nó sẽ là thuộc dòng là giấy ướt và có sẵn các cái xà bông và chất tẩy rửa đó. Đấy. Lau bếp và có sẵn xà bông chất tẩy rửa đó. Các bác chỉ việc là mình sử dụng thôi. Đây. Đấy các bác này. Đấy các bác thấy không? Em lau cái vết mực này mà nó viết mà nó còn sạch luôn này các bác. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, lau sạch luôn. Con này thì nó đã có sẵn cái tẩy rửa rồi cho nên là mình dùng nó rất là thích nhá. Có xà bông, có chất tẩy rửa luôn. Thì các bác lau vết mỡ rồi vết dầu bám các thứ rất là ok nhá. Lên cho em là khăn lau bếp 30.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sáp ô tô nhá. Sáp ô tô như này. Giá của nó sẽ là bao tiền cái sáp ô tô rồi đấy? Giá của nó sẽ là 40.000 thôi nhá. 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này. Hàng này của nó thì rất là thơm luôn. 40k nhá. Lên cho em là sáp ô tô, giá của nó sẽ là 40k. Có hai màu này. Đấy, có hai màu như này. Đây. Các em về thì lô này nó sẽ có hai màu nhá. Thì các bác để trên ô tô rất là thơm luôn, để ô tô này phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách rất là ok. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con lăn bụi nhá, con lăn bụi như này. Đấy. Đây, các bác có thể tháo ra. Đó, và đây nó sẽ là một cái dòng con lăn và nó giúp cho các bác là lăn bụi rất là tốt luôn. Đấy. Lăn các cái vết bụi bám rất là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là cái con lăn bụi này bao nhiêu đấy? 25.000 cho một bộ nhá. 25.000 cho một bộ. Một bộ thì các bác sẽ được tặng kèm thêm hai miếng con lăn này nữa. Và mỗi con lăn này là 100 miếng luôn. 100 miếng các bác cứ bóc ra, sau đó thì mình lăn là bụi bẩn nó sẽ bám vào đây, rất sạch sẽ luôn. Con lăn bụi giá sẽ là 25k nhá. 25k cho con lăn bụi nha. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đây. Nó sẽ là cái máy hút chân không nhá. Máy hút chân không thì có sẵn cả máy cả túi bóng cho các bác luôn. Đấy. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Giá rất hợp lý cho các bác rồi nhá. Cái này thì các bác dùng để mình hút chân không túi đồ ăn uống mình hút, mình bỏ vào tủ lạnh rất là tốt luôn. Máy hút chân không nhá. Cái máy hút chân không này bao nhiêu đấy? Lên cho em là máy hút chân không này. Máy hút chân không. Lên cho em là máy hút chân không, giá sẽ là 85k nhá. 85k cho một con máy hút chân không nha. Rồi ok. Chào các bác quay trở lại với shop phẩm huấn nhá. Đấy. Thì hôm nay bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng mới. Em lên cho các bác một số cái mã đồ thiết bị vệ sinh thôi nhá. Đấy, thiết bị vệ sinh. Đầu tiên đó là cái mã sen cây nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 1.350.000. Con này thì các bác lên cho em là sen cây 1.350.000. Con này thì yêu cầu các bác phải cọc trước thì bên em mới đi đơn nhá. Cọc trước thì bên em mới đi đơn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sen cây này. Sen cây 1.350.000. Cọc trước cho em 200 nhá. Con này nó sẽ là hàng cồng kềnh như nên là cọc 200k. Đấy, 1.350.000 bao ship, cọc trước 200.000. Đấy, đây nguyên cái củ này của nó đã nặng vào khoảng là nguyên cái củ này nặng vào khoảng là trên dưới 2 cân này có nhá. Nguyên cái củ gật gù này nó vào khoảng là 2 cân 3 đến 2 cân rưỡi nhá. 2 cân 3 đến 2 cân rưỡi cho cái củ gật gù như này. Đấy, đây là cái củ gật gù của nó này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là các cái tay sen này, đây, cái tay sen này các bạn. Đấy. Tay sen đây. Đấy, đây là cái tay sen của nó các bác này. Đấy, đây là cái tay sen của nó này. Tay sen này thì về nhà các bác lắp vào cho em này. Đây là dây vòi vệ sinh này. Đấy, các cái đầu kết nối đều bằng đồng hết này. Dây vòi sen này. Đấy. Và cái đi kèm cho các bác là cái bát sen của nó này. Ở đây. Đấy, bộ sản phẩm của nó sẽ là một bát sen cầm tay và một bát sen to này. Đấy. Một bát cầm tay và một bát to như này. Đây là bát cầm tay này. Đấy, bát cầm tay của nó bằng inox hết này, bát cầm tay inox hết. Đấy, và một cái bát to như này nữa này. Đấy. Một cái bát to. Con này thì về nhà các bác bóc cho em cái dây bóng xanh này đi nhá. Đấy, bóc cho em cái dây bóng xanh này đi này. Đấy, đây. Sáng bóng đẹp luôn các bác này. Đấy. Bóc cho em cái dây bóng xanh này ra. Đó. Đây là chống xước. Nó sẽ có cho các bác là 8864 cái giọt nước như này. Đấy, các bác xả ra mình tắm. Đó. Thì bao gồm là một sen tay, một bát sen to nhá. Và một củ như này. Một củ như này. Đấy, một củ như này. Đấy, đây em sẽ lắp đặt vào cho các bác xem cho nó trực quan sinh động luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 1.350.000. 1.350.000. Đầu tiên thì các bác để cái cây này lên cho em này. Đấy, để cái cây này lên này. Lắp cái củ này vào đây này. Đấy. Lắp cái củ này vào đây. Đây. Đấy, lắp cái củ này vào đây. Đấy, lắp cái củ này vào đây.
Và đây là cái bát của nó này, bát của nó này. Đấy. Đây là bát, còn đây là cái sen tay này. Đấy. Combo cho các bác luôn, một cái sen cây chất lượng như này nhá. Một sen cây chất lượng như này. Giá sẽ là 1.350.000. Nguyên con củ này nặng trên dưới 2 cân nhá, trên dưới 2 cân, hàng inox 304 không bắt 500. Đó, sen cây nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái đầu tiên nó sẽ là cái đây, con này nó sẽ là một cái vòi lavabo nhá. Vòi lavabo giá sẽ là 420.000. Đây. Đấy, cái vòi này nó sẽ là cái vòi lắp vào chậu rửa mặt đấy, lắp vào chậu rửa mặt. Thì bên em gọi nó sẽ là lấy cả cái một hai vòi ra đây, cam xanh nhiếc lấy hết luôn, cái gì liên quan nước đấy. Đấy, vòi lavabo, con này nó sẽ là 420.000, hàng của thương hiệu Osaka Japan nhé, Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật hết nhá. Đấy. Cả con sen cây này cũng là Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật hết này. Đấy. Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật hết nhá. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Đó, đây. Con này cũng là Osaka Japan, hàng mạ chrome sáng bóng nhá. Đó. Con này thì các bác lên cho em là các bác lên mã giúp cho em đó là vòi lavabo nhá. Vòi lavabo, con này thì nó sẽ có cho các bác là đây, hai chân nước như này bằng đồng hết này. Hai chân nước như này bằng đồng hết này. Đấy. Thì con này thì nó chia ra làm hai nguồn nước nóng lạnh các bác nhá, hai nguồn nước nóng lạnh cho các bác luôn. Đó. Hai nguồn nước nóng lạnh rất là tiện luôn, hàng thì cực kỳ chất lượng này. Đấy, kết nối bằng đồng hết này. Lên cho em là vòi lavabo. Vòi lavabo con này sẽ là 420.000 nhá. 420.000 cho con lavabo như này các bác này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái này là củ nóng lạnh này, củ nóng lạnh. Đấy, cái này thì về nhà các bác lắp vào tường này hoặc là lắp vào chậu rửa này. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, các cái đầu kết nối đều bằng đồng hết này. Đấy, kết nối đều bằng đồng đỏ ao hết luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con củ nóng lạnh như này. Giá của nó sẽ là 450.000 nhá. Lên cho em là củ nóng lạnh. Giá sẽ là 450.000. Nó sẽ có phụ kiện đi kèm cho các bác luôn. Có cái phụ kiện đi kèm này các bác này. Đấy, có các cái phụ kiện đi kèm như này để các bác lắp vào tường cho em, giòn giếc rồi ốp biếc đầy đủ cho các bác luôn nhá. Có phụ kiện đi kèm. Các bác lên mã giúp cho em đó là củ nóng lạnh nhá, củ nóng lạnh. Con này thì nó sẽ chia ra làm hai đường nóng lạnh và có thêm cho các bác là một cái chân như này để các bác bắt vòi sen bắp sen chậu rửa bắp lắp cái lắp cái bát sen vào đây, lắp cái bát sen này vào đây các bác này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là lên mã giúp cái này là sen cao su vòi. Lên mã giúp cho em đó là củ nóng lạnh nhá, củ nóng lạnh. Giá sẽ là lên mã giúp cho em đó là củ nóng lạnh nhá. Củ nóng lạnh giá sẽ là 450.000. Đó, 450.000 cho cái củ nóng lạnh như này. Đấy thì các bác phân biệt giúp cho em nhá. Đấy. Cái con lavabo này là để lắp cho chậu rửa mặt này, lắp cho chậu rửa mặt. Đấy. Lắp vào chậu rửa mặt, còn con này là các bác lắp treo lên tường đấy để vào nóng lạnh. Đấy, hoặc là bác nào chậu rửa mà thiết kế theo kiểu là lắp sẵn thì cũng được, cũng ok. Đấy. Nôm na là một con là lắp được vòi sen, một con là không lắp được vòi sen các bác nhá. Đấy. Còn của nó thì nó đều là hai đường nước hết như này, hai đường nước hết này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi. Các bác lên mã giúp cho em đó là cái này là cái vòi gì đây? Chậu rửa inox à? Đây nó sẽ làm cái mã vòi chậu rửa các bác nhá. Vòi chậu rửa như này. Đấy, hàng đều là hàng của Nhật hết này. Osaka Japan. Lên mã giúp cho em đó là vòi chậu rửa cứng nhá. Đấy, vòi chậu rửa cứng. Đấy, vòi chậu rửa cứng giá sẽ là 200 vòi chậu rửa cứng có chân chiếc hẳn hoi. Đấy, có chân chiếc như này. 280.000 thì cái vòi chậu rửa cứng như này nhá. Lên cho em là vòi chậu rửa cứng. Giá sẽ là 280.000. Con này nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mà mua nó phải bán cho các bác có tầm khoảng 4-500. Hàng rất nặng luôn, dày dẫn chắc chắn, inox 304 sáng bóng đẹp. Vòi chậu rửa cứng nhá. Giá của nó sẽ là 280.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi tay đen nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là vòi tay đen này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 330.000 cho cái vòi tay đen như này. Đấy. 330.000 cho cái vòi tay đen như này nhá. Con này thì cũng là lắp vào chậu rửa bát. Cũng có hai đường nước nóng lạnh nhá, hai đường nước nóng lạnh hết này, hai đường nước nóng lạnh hết. Và con này thì ưu điểm của nó là nó có thể ngoắt nhéo đảo chiều được và có thể chỉnh vòi nước ở đây. Đấy, lên mã giúp cho em đó là vòi tay đen. Cái tay của nó màu đen như này, hàng rất chất lượng luôn. Lên mã vòi tay đen 330.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 330k cho mã vòi tay đen như này. Xoay 360 độ này. Có ngoắt nhéo này, có ngoắt nhéo này. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là vòi tay đen mềm nhá, tay đen mềm giá sẽ là 380.000.
Đấy, phần kết nối của nó này đều bằng đồng hết này, đồng đỏ au luôn đó. Có dây cáp kết nối, dây cũng bằng đồng hết này, dây 100% dây đồng hết này, các bạn thấy chưa? Đó, dây cáp kết nối như này. Nên mã giúp em đó là vòi tay đen. Con này thì giá của nó sẽ là 330.000 nhá, 330.000 cho con vòi tay đen. Con này thì cũng có hai đường nước nhá. Đấy, lên cho em là vòi chậu rửa cứng nhá, vòi chậu rửa cứng giá sẽ là 280.000, 280.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi vuông nhá, vòi vuông. Con này thì lắp vào chậu rửa mặt các bạn. Đấy, vòi vuông lắp vào chậu rửa mặt đây. Một cái cáp nguồn này. Đấy, một cái một cáp nguồn này. Rồi. Tiếp theo là sẽ có cho các bác là một cái vòi tay vuông như này. Con này là bằng inox M nhá. Đấy, bằng inox 304M này. Đấy. Osaka Japan con này, Osaka Japan. Đấy, inox 304M. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một vòi như này. Con này thì có lên cho em là vòi vuông nhá. Đấy, vòi vuông. Vòi vuông. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá. Con này thì các bác lắp vào cái chậu rửa mặt thì rất là đẹp luôn. Vừa bạn xinh xắn inox mà không sợ bị hỏng nhá. Không sợ bị hỏng, không sợ bị ố rồi bị han gì quá nhá. Đó. Lên cho em là vòi vuông giá sẽ là 330.000 nhá, 330.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi xịt vệ sinh nhá. Vòi xịt vệ sinh giá sẽ là 90.000. Đấy, bao gồm cho các bác là cả vòi, cả dây, cả giá đỡ luôn. Đấy, vòi xịt vệ sinh. Cả vòi, cả dây, cả giá đỡ như này. Đấy. Cả vòi dây giá đỡ ốc yếc các thứ đàng hoàng luôn, vòi dây giá đỡ ốc vít đàng hoàng đầy đủ cho các bác, combo cho các bác về nhà các bác lắp vào cái này cho em. Đó, lắp vào đây đó, thì bao gồm cho các bác là dây vào khoảng từ 1m đến 1m2, một đầu vòi xịt inox 304 xịt cực mạnh luôn đó, và một giá đỡ như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là vòi xịt vệ sinh nhá, vòi xịt vệ sinh giá sẽ là 90k. Con này chuyên dùng cho xịt vệ sinh nhá, giá sẽ là 90.000 cái vòi xịt vệ sinh như này. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác một cái vòi đó là cái vòi cam xanh nhá. Đấy, vòi cam xanh. Con này thì giá sẽ là 50.000 cái vòi cam xanh như này. Sẽ có cho các bác là hai màu, màu cam và màu xanh, chia ra làm hai đường nước này. Đấy, chia ra làm hai đường nước. Nó sẽ là màu cam và màu xanh nhá. Màu cam, màu xanh chia ra làm hai đường nước như này. Đấy, đây, hai đường nước như này có gen xoáy đàng hoàng. Và con này thì có thể gen để các bác kết nối với các cái đầu dây khác. Cho nên là bên em lên nó là vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. 50.000 cho cái vòi cam xanh như này, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho cái vòi cam xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vòi đơn này. Vòi đơn. Giá con này thì cũng là 50.000 luôn. Đấy, vòi đơn bằng inox 304 như này. Con này sẽ là 50.000 cho cái vòi đơn như này nhá. Vòi đơn inox 304 cũng có gen xoáy như này, tháo ra luôn. Đấy, inox 304 có gen xoáy như này. Đấy, và giá sẽ là 50.000 nhá. Lên cho em là vòi đơn này, giá sẽ là 50.000. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái vòi đôi này. Giá của nó sẽ là đây. Con này thì các bác lên cho em là vòi đôi, giá sẽ là 65.000. Đấy. Một con là 50.000. Con này hai chân ra nước thì nó sẽ là 65.000 nhá, chia ra làm hai đường nước luôn. Đó. Thì các bác có thể lấy con vòi đơn hoặc vòi đôi tùy theo nhu cầu của các bác. Hàng inox 304, sáng bóng đẹp và cái giá rất là hợp lý luôn. Cái đầu cái vòi nước này thì nhà bác nào cũng phải dùng rồi. Đấy, cái hai vòi này rất là tiện này, các bác có thể dùng một vòi để mình dùng cho ống nước vào đây để mình xả ra mình tưới cây tưới cối. Đấy, một vòi là xả lấy nước rửa nhá. Đấy. Vòi đôi này thì sẽ là 65.000 nhá. Vòi đôi 65.000. Đấy. Còn con này là vòi đơn nhá, vòi đơn 50.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là hai cái bộ sen. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là đầu tiên nó sẽ là cái sen quạt thế này. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá, sen quạt tăng áp. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy, sen quạt tăng áp giá của nó sẽ là 90.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp như này. Đấy, bao gồm là một vòi sen như này nhá. Đấy, một vòi sen như này, một dây. Đấy, một sen một dây. Có dây thì dài khoảng từ 1m2 đến 1m5 này. Đấy, dây của nó sẽ là dây chống rối nhá. Dây chống rối siêu mềm như này. Dây chống rối các bác này. Đấy, dây rất là ngon luôn. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là đóng ngắt trên tay như này nhá. Đóng ngắt trên tay, điều chỉnh tăng giảm áp lực nước. Đấy, và có ngoặt nghéo này, đầy đủ cho bác luôn. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Lên mã giúp cho em đó là sen quạt tăng áp nhá. Giá sẽ là 90k cho một con sen quạt tăng áp như này. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Đó. 90.000 thôi. Giá cực kỳ hấp dẫn cho anh em các bác xem và mua luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái mã nữa, đó là cái sen cao su. Giá sẽ là 80.000 cho cái sen cao su như này nhá. Sen cao su giá sẽ là 80.000.
cũng bao gồm cho các bác là một dây chống rối này, một vòi sen như này, một vòi sen như này, và có tăng chỉnh các chế độ này. Đấy, có đóng ngắt trên tay này, và có cả cho các bác là cái đầu cao su như này, khi các bác tắm thì mình đưa vào đây mình kỳ luôn. Đấy, mình kỳ luôn như này. Đấy, mình ngắt nước đi này, ngắt nước đi kỳ này, sau đó mình lại bóp ra luôn. Đấy, rất tiện này. Đóng ngắt trên tay như này. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Giá của nó thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con vòi sen cao su này giá chỉ có 80.000 thôi. Lên cho em là sen cao su này, sen cao su 80.000 cho một cái bộ vòi sen cao su như này, 80.000. 80.000 các bác nhá. Làm anh điện thoại. Tiếp theo thì điện thoại anh. Lên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái phao nước nhá. Đấy, nhà bác nào cũng phải dùng cái phao nước này hết này. Bây giờ các bác đừng dùng cái phao cơ kia nữa, nó rất là lằng ngoằng phức tạp, khó dùng. Dùng con phao nước này rất là tiện luôn. Các bác chỉ cần là cho nước ngập ngập lên 1 cm là nó sẽ tự ngắt nhá. Lên cho em là phao nước. Giá thì bên shop đang bao nhiêu nhỉ? Con này đó. Lên cho em là phao nước nhá. Giá đang bán 70.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 60k cho con phao nước thôi. Đấy. Này về nhà thì các bác lắp vào đầu nguồn nước cho em. Đấy, nước xả này. Đấy, ngập 1 cm là nó sẽ tự ngắt này, rất tiện luôn nhá. Cứ ngập 1 cm là tự ngắt, rất là tiện. Đó. Lên mã giúp cho em là phao nước. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi bạc xoay 360 độ nhá. Đấy. Đây nó sẽ làm con vòi như này. Đấy. Xoay 360 độ luôn. Đấy. Giá sẽ là 80.000 cho một con vòi bạc xoay 360 độ như này, 80k nhá. Lên cho em là vòi bạc xoay 360 độ. Con này thì dùng rất là tiện luôn. Vòi bạc xoay 360 độ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Vòi bạc xoay 360 độ. Các bác nó sẽ làm cái vòi nước như này các bác này. Đấy, các bác lắp vào cho em này. Đấy, lắp vào cho em. Xoay 360 độ luôn. Rất tuyệt vời các bác nhá. Đó, đánh răng rửa mặt ok hết, đánh răng rửa mặt gội đầu. Đó, rất ngon lành luôn. Đấy, bên này thì họ bán đồ bằng nhựa nhưng mà của em là bằng thép luôn nhá, bằng thép luôn, rất tiện ích. Giá sẽ là 80.000 cho cái vòi xoay 360 độ này, lên cho em là vòi bạc rồi ok. Hello các bác nhá, hôm nay thì bên shop có một số mã thanh lý gửi tới các bác này, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì các bác xem kênh nhớ cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Hôm nay thì bên em có thanh lý một cái bộ tam đa rất là đẹp luôn. Đó, bộ tam đa phúc lộc thọ như này. Chất liệu của nó thì bằng gốm sứ các bác nhá, gốm sứ như này. Chiều cao của nó thì vào khoảng là gần 20 cm. Đó. Hàng thì nó sẽ là một cái bộ tam đa bao gồm là ba ông phúc lộc thọ như này nhá. Đấy, tam đa ba ông phúc lộc thọ như này. Đấy, bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 500.000 cho ba ông tam đa phúc lộc thọ như này nhá. Đấy, hàng gốm cực kỳ đẹp luôn, gốm cổ cực kỳ đẹp. Đấy, riêng ba ông tam đa này thì các bác phải chuyển khoản hết thì bên em mới bán nhá, chuyển khoản hết thì bên em mới bán tam đa phúc lộc thọ. Đó, bộ ba tam đa phúc lộc thọ rất là đẹp như này các bác nhá. Đấy, bộ ba tam đa phúc lộc thọ này, ba ông như này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái đèn đội đầu 5 bóng nhá, đèn đội đầu 5 bóng. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác với giá đó là 40k nhá. 40k cho cái đèn đội đầu 5 bóng như này. Đó, giá chỉ có 40.000 thôi. Giá thanh lý cho các bác cực kỳ rẻ luôn. Đấy, đèn đội đầu 5 bóng như này có dây có quai đeo đàng hoàng. Đây. Công tắc của nó đây các bác này. Đấy. Rất là sáng luôn nhá. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa. Đấy, và có chế độ là bật 1 bóng, bật 4 bóng và bật cả 5 bóng luôn. Đây. Đấy. Con này các bác dùng để đeo đầu rất là ok. Có cáp sạc vào đây, có dây sạc các thứ đàng hoàng cho các bác nhá. Giá thì sẽ là lên cho em là đèn đội đầu 5 bóng này, đèn đội đầu 5 bóng, giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dao cắt kính này. Con này thì các bác có thể dùng để cắt kính, cắt gạch men đều ok hết nhá. Chuyên để cắt kính, cắt gạch men đều ok hết. Có kèm cho các bác là một cái bộ lưỡi như này, một cái bộ bao gồm là hai lưỡi luôn, với một lưỡi đi kèm nữa là ba lưỡi. Con này thì các bác dùng để cắt kính, cắt gạch men đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 100. Cái con kính gạch men này bao nhiêu đấy? Dao cắt kính như này. 130.000 nhá. Lên cho em là dao cắt kính cắt gạch men 130k. Đó, 130k cho con dao cắt kính cắt gạch men như này. Đây em sẽ có cái video cho các bác xem đây. Em đã cắt cho các bác xem này. Đấy. Cắt gạch men này. Đấy, cắt gạch men rất là ngon luôn nhá. Cắt kính cắt gạch men đều ok hết này. Đấy, các bác cắt này sau đó thì mình đưa vào cái đường chỉ chúng ta đã cắt nhá. Đây cái chỉ này. Và đúng cái chỉ chúng ta đã cắt sẵn này.
Đấy, đây, tôi sẽ đặt vào cái phần chỉ sẵn này. Đây. Đấy, anh chị quan sát ra đây. Đây. Đặt vào như này xong chúng ta bắt đầu không đều ra thôi. Đấy. Đó, em sẽ đặt vào như này. Sau đó thì chúng ta sẽ không đều ra này. Đấy, các bạn thấy không? Đó. Cắt gạch men nhá. Đó, cắt gạch men, cắt kính đều ok hết nhá. Đó. Đây là cắt kính nhá. Luôn. Đấy, cắt kính rất là ngon. Sát em cắt kính nhá. Đây. Đây em cắt kính nhá. Đó. Thấy không? Cắt kính rất là ngon luôn nhá. Cùng em đặt với cắt luôn. Đấy, cắt kính rất là ngon lành luôn. Rồi em cắt cái viên này nhá. Rồi cao một chút. Đây. Đơn giản luôn. Đó, rất đơn giản luôn. Đó, giá 130.000 các bác nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái môi nhựa các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái môi sấy cơm nhựa trong như này. Giá sẽ là 50k nhá. 50k cho cái môi sấy cơm nhựa trong như này. 50.000. 50.000 một chiếc. Con này thì các bác dùng nó rất là ngon luôn. Đấy. Dùng để làm môi sấy cơm rất là tuyệt vời nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Đây. Cái này hàng của Nhật, nó đóng gói cũng cực kỳ là kỹ càng luôn. Đấy. Bóc ra cũng khó luôn các bác nhá. Đây. Đấy. Đây. Đây các bác này. Đó, môi sấy cơm bằng nhựa trong như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 20 cm. Rất là mềm mềm nhưng lại mềm cứng nhá, nhưng lại mềm cứng luôn. Thì dùng nó rất là đã các bạn. Đấy, không dính cơm. Lên cho em là môi sấy cơm nhựa nhá. Môi sấy cơm nhựa trong, giá sẽ là 50.000. 50k cho cái môi sấy cơm nhựa trong như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chắn bếp ga nhá, chắn bếp ga. Đấy thì khi các bác đun nấu mà nó bị bắn, bị bẩn thỉu thì các bác dùng con này chị em. Nó rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ là một cái tấm bạc như này. Đấy, các bác có thể là đấy, cho vào mình chắn bếp ga rất là ngon luôn nhá. Đấy, một cái tấm bạc như này. Đây mã giúp chị em đó là chắn bếp ga nhá. Giá thì sẽ là cái chắn bếp ga này bao nhiêu đấy? Chắn dầu mỡ 25.000 nhá. Đấy. Lên cho em là chắn dầu mỡ. Đấy, chắn dầu mỡ. Chắn dầu mỡ này. Giá của nó sẽ là 25k. Đây. Khi các bác dùng thì nó sẽ như trên hình như này các bạn này. Đấy, mình đặt vào bếp này, nó sẽ chắn dầu mỡ cho các bác rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vắt cam bằng tay nhá. Giá sẽ là 50.000 cho con vắt cam bằng tay như này. 50k. Đấy, thì các bác chỉ cần là nó bằng inox 304. Sáng bóng đẹp này. Đấy, sáng bóng đẹp như này. Các bác chỉ cần đặt vào này là xong. Đấy, để mình vắt này. Rất là tiện ích luôn. Đó, inox 304 sáng bóng đẹp nhá. Giá sẽ là 50.000. Đó, chỉ cần đặt vào đây là mình vắt là xong. Đấy, các bác uống 1-2 quả cam mình cho vào đây mình vắt bằng tay luôn, nó rất là tiện. Vắt cam bằng tay. Giá sẽ là 50.000 nhá. Ngoài ra thì bên em có cái vắt bằng máy thì nó sẽ là 190.000, còn vắt cam bằng tay này là 50.000. Đấy, cái bàn cờ nhựa này thì sẽ là 80.000 cho một cái bộ bàn cờ nhựa như này. Thì con này nó sẽ bao gồm cho các bác là cả bàn cờ, cả quân luôn. Đấy, 80.000 một bộ này nhá. Đấy. Lên thêm là bàn cờ nhựa này. Đấy. Giá của nó sẽ là 80.000. Đấy, bao gồm cả quân, cả bàn cờ như này. Đấy. Bàn cờ nhựa nhá. 80.000 cho một bộ như này, về các bác để chơi cũng rất là tiện luôn. Có cả quân, cả bàn cờ luôn, không dùng nữa thì mình lại kẹp vào kia. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cái quân cờ gỗ nhá. Cái này nó sẽ là quân cờ và nó bằng gỗ, quân bằng gỗ như này. Bằng gỗ nó chiều nó vào khoảng là 3 cm, 2,5 cm đến 3 cm. Đó, quân cờ gỗ. Giá thì sẽ là 70.000 cho cái bộ quân cờ gỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn này là bao nhiêu đấy? Cái đèn gậy à? Đây. Nó sẽ là một con đèn như này, một con đèn như này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá. Và nó sẽ có một con đôi pin như này luôn, một đôi pin như này các bạn. Đấy, hẳn một đôi pin như này luôn, dùng rất là đã này. Đấy, một đôi pin như này. Đèn gậy nhá, lên cho em là đèn gậy 140.000. Đấy, con này thì cũng khá là sáng luôn. Khá là sáng các bác nhá. Thì mình vừa dùng để mình soi ban đêm bên điếc. Đấy, hoặc các bác đi đường điếc, hoặc là vừa để làm cái gọi là phòng thân luôn nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Đó, rất là tiện. Đây, phòng thân mình có thể là sử dụng nó rất là an toàn. Lên cho em là đèn gậy 150.000, 140.000. Đấy, có sẵn hộp như này và có kèm cho các bác là một cái cáp sạc luôn. Đèn gậy 150.000 nhá.
À 140.000 nhá, 140k cho con đèn gậy như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hút thổi bụi bằng hút thổi bụi ống nhá. Đấy, nó sẽ là một cái dòng bằng ống. Thì con này các bác dùng nó rất là tiện, hút thổi bụi ống. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Đấy, giá rất là tốt luôn. Hút thổi bụi bằng ống. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Đấy, con này nó chạy bằng pin và rất là khỏe luôn. Hút thổi bụi ống chạy bằng pin. 260.000. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái ống như này. Đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy, ống dài nhá, đầy đủ phụ kiện luôn. Đây. Con này hút rất là khỏe các bác này. Hút rất là khỏe luôn các bác này. Hút rất là khỏe luôn các bác này. Rất là khỏe luôn nhá. Đó. Đấy. Rất là khỏe luôn. Giá thì sẽ là 260.000 nhá. Các cái đầu phụ kiện đi kèm đây. Chạy bằng pin thì các bác có thể để lên ô tô này. Hả? 260.000 nhá, hút thử bụi ống này. Đó. Tiếp theo thì các bác lên cho em là vòi tưới cây bằng đồng nhá. Giá sẽ là 50.000. 50k cho cái vòi tưới cây bằng đồng như này, 50k nhá. Lên cho em là vòi tưới cây bằng đồng 50.000. Đó. 1 2 3 phần cút nối và một cái đầu vòi như này, 50k. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái bóng đèn 3W giá sẽ là 10k nhá. 10k cho cái bóng 3W như này. Bóng 3W 10.000. Đó. À, tiếp theo thì lên cho các bác cái đèn 3 màu nhá. Bóng 3 màu. Đấy, bóng đèn 3 màu. Con này thì của nó sẽ là bao nhiêu watt đây? 3 màu và con này của nó là đi tầm khoảng, con này chỉ khoảng trên 10W thôi, trên 10W thôi. Nhưng mà rất là sáng luôn. Và giá thì đợt này về cho các bác giá tốt nhá. Giá chỉ còn cho các bác là đi giá sẽ là lên cho em là bóng 3. Cái bóng 3 màu đang bán bao nhiêu đây? 3 màu đang bán là 30k nhá. Đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 20.000 thôi. 20.000 cho cái bóng 3 màu như này nhá. Con này thì cũng rất là sáng luôn. Lên cho em là bóng 3 màu, giá sẽ là 20.000. Đó. Tiếp theo thì lên cho các bác cái cây sâm thịt nhá. Đây. Đấy, nó sẽ là cái cây sâm thịt như này. Giá thanh lý cho các bác giá chỉ còn là 20k trong cây sâm thịt như này thôi. 20.000 nhá. Đấy, các bác dùng để mình sâm thịt nhá. Sâm thịt mình chế biến đồ ăn rất là ngon luôn. Đó, chế biến đồ ăn rất là ngon luôn nhá. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. 20.000. Đây em thử cho các bác cái con bóng 3 màu này. Đấy, xoáy vào cho em này. Đó. Sau đó thì các bác tắt đi bật lên này. Đấy, một nó sẽ là màu trắng này. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là màu trắng này. Màu trắng này. Đấy, sau đó là màu vàng này, màu trắng đây, màu vàng này và trung tính này. Đấy, nó có 3 màu như này. Đấy, giá chỉ có 20.000 thôi. 20.000 cho một con bóng 3 màu như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng led nhá, bằng led. Đó. Tiếp theo thì nó còn là con bóng 3W 10.000 nhá. Con bóng 3W như này. Các bác có thể để các cái khu vực nào mà mình cần phải chiếu sáng liên tục nhưng mà cần độ sáng vừa phải để tiết kiệm điện. Đấy, ngoài cổng, ngoài cửa các khu vực mà lúc nào cũng cần phải có ánh sáng nhưng mà chỉ cần là sáng vừa phải thôi. 3W giá chỉ có 10.000 thôi. Bóng 3W 10.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một con bóng xoay nhá. Con bóng xoay này thì sẽ bao gồm cho các bác là cả bóng cả đuôi luôn. Cái đèn xoay này bao nhiêu đấy? Phương ơi, cái đèn xoay bao nhiêu? Đây, nó sẽ là một con đèn xoay như này bao gồm cả đèn cả đuôi luôn. Đấy, bật lên là nó sẽ xoay nhá các bác nhá. Đó. Bật lên là nó sẽ xoay. Đấy, nó sẽ xoay rất là đẹp luôn các bác. Đó. Đây các bác này, nó sẽ xoay như này các bác này. Đấy, nó sẽ xoay rất là đẹp như này các bác này. Đó, thì các bác có thể để trong phòng khách, phòng ngủ này, phòng ăn này, để co trang trí này. Đấy, hoặc ngoài sân vườn cũng rất là đẹp luôn. Đó. Giá sẽ là 50.000 cho một cái bộ đèn xoay như này nhá. Đấy, lên cho em là đèn xoay, giá sẽ là 50k. Đấy. Bao gồm cho các bác cả đèn cả đuôi luôn, cả đèn cả đuôi luôn. Combo như này giá sẽ là 50.000 nhá. Giá thanh lý cực kỳ tốt luôn. 50k cho một cái bộ đèn xoay như này, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy xay tỏi ớt, giá sẽ là 70.000 nhá. Đấy. Bao gồm cho các bác là một thân máy này, một cái bộ lưỡi kép bao gồm là 3 lưỡi như này. Đấy, một bộ lưỡi kép bao gồm 3 lưỡi như này, lắp vào đây cho em. Đó. Đấy, thì các bác dùng để mình xay tỏi, xay ớt, xay tiêu, xay các loại hạt đều ok hết nhá. Đó. Lên cho em là máy xay tỏi ớt, giá sẽ là 70.000 nhá. Con này thì giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Để các bác xay tỏi, xay ớt, xay tiêu. Đây, 70.000, máy xay tỏi ớt 70.000. Đó. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Một số các mã hàng của bên em mới về. Bên shop rất nhiều mã hàng mới về trong ngày hôm nay để lên video trân trọng gửi tới các bác nhé.
Mã đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái chổi tách nước. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Các bác lên cho em là chổi tách nước nhá. Đấy. Hoặc là lên cho em là chổi chổi lau nhà K9 nhá. Con này nó có mã là K9. Đấy. Con này thì nó tách nước luôn. Đó, đây là cái phần xoáy của nó này. Thì nó có đầu sẵn thế này rồi, các bác về chỉ việc là kết nối vào cho em là xong thôi. Đây, kết nối vào đây. Đấy, các bác cứ kết nối đúng đầu cho em là ok thôi. Đấy, nó có đầu xoáy như này. Bên nhà các bác kết nối vào cho em. Đây. Cái này thì nó sẽ là lắp vào cái đầu này. Đây, khi về thì các bác rút cái này cho em, cái này nó còn một khớp nữa tầm 20 cm, các bác rút ra cho em này. Đấy, sau đó thì mình sẽ xoáy cái phần đầu cán là vào cái phần cao này. Đấy. Tiếp theo thì cái nửa dưới này nó sẽ có gen ở đây. Các bác xoáy cho em cái gen vào đây này. Đấy. Cái này là phần gen bắt này. Đây. Các bác xoáy cái gen này vào đây cho em. Đây. Đây nó sẽ có cái gen này. Các bác xoáy cái gen này vào đây. Đó. Đây nha các bác, xoáy cho em cái đầu này vào đây này. Đấy, cái đầu này là cái đầu phần thấp nhất này thì xoáy vào đây cho em. Xoáy vào đây cho em này. Đấy, còn đây là cái phần để các bác đưa lên đưa xuống mình vắt này. Đấy, nó sẽ vắt đảo chiều ly tâm như này. Và đây là các cái phần khúc nối thì các bác cho vào mình nối vào cho em. Đây. Đấy, cái này thì cắm vào đây. Cái này thì mình cắm vào cái nối vào cái này cho em này. Đó. Cái này là cái hệ thống của nó là tách nước tự động nha, các bác chỉ cần cho nước vào dưới này. Đấy. Vắt, khi vắt thì các bác đặt vào đúng tâm như này. Đấy là nó sẽ vắt cho các bác sạch luôn. Đó. Đây. Đấy, và nó giặt đến đâu thì nước nó sẽ tách xuống dưới đến đấy các bác nhá. Đó. Giặt đến đâu thì nước nó sẽ tách xuống dưới đến đấy. Các bác dùng nó rất là sạch sẽ. Đó, gọi là tách nước tự động. Thì lên xem là chổi tách nước. Giá sẽ là 180.000 nhá. Đấy, cái phần bàn lau của nó rất cứng cáp luôn này. Đấy. Có xoay đảo chiều hết nhá. Đấy. Có xoay, có đảo chiều như này thì rất là tiện cho các bác sử dụng này. Đấy. Có xoay 360 độ có đảo chiều luôn. Đấy. Và khi mà cho vào xoay thì là nó sẽ xoay cái bàn này. Xoay cái bàn này. Đấy, và nó sẽ giặt ở đây luôn. Đấy, kết hợp giặt ở đây. Đấy, nó sẽ tạo sạch luôn và nước bẩn thì nó sẽ rơi xuống đây. Đó, nước bẩn nó sẽ rơi xuống đây. Thì nó rất là tiện, nó gọi là chổi tách nước nhá. Và các bác không cần phải đổ, các bác chỉ cần là mang ra ngoài. Sau đó thì xoáy cái van này ra, xả đi cho em là xong. Xoáy cái van này ra, xả đi. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Có quai sách như này nhá. Có quai sách như này. Rất dày dẫn chắc chắn cho các bác nhá. Đấy, khi vắt thì mình lừa nó vào đây này. Đấy. Đây. Các bác cho nó ăn vào cái tâm của nó này. Cho nó ăn vào cái tâm của nó. Sau đó thì mình đẩy cái này xuống này. Đấy. Nó vắt rất là ngon luôn các bác nhá. Đó. Rút lên rút xuống, xoay rất là ngon luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000. Lên cho em là chổi tách nước 180.000 các bác nhá. Lắp vào thì nó khá là dài luôn, tầm khoảng 1m2 đến 1m3. Đấy, tầm khoảng 1m3 các bác nhá. Tầm khoảng 1m3. 1m2 1m3 thoải mái cho các bác sử dụng. Màu sắc đẹp. Đấy, lau rất là ngon luôn nhá. Lau rất là ngon luôn. Lên cho em là chổi tách nước này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã chổi. Đó là cái chổi cái này là gì? Các bác lên xem là chổi lau nhà nhá. Con này thì bỏ anh đi biển ra đây. Chổi lau nhà, con này thì nó cũng lắp đặt như vậy thôi. Và con này thì nó sẽ có hai phần vắt riêng. Đấy. Hai phần vắt riêng. Đây. Đấy. Hai phần vắt như này. Hai cái vắt như này thì là các bác muốn dùng cái nào thì dùng. Một cái là bông mịn như này. Đấy, hai cái mẫu bông như này. Các bác chỉ cần là lắp vào cho em xong. Đây, lắp vào đây. Đấy, lắp vào cái phần này. Nó có cái lẫy để các bác sập nó vào là xong nhá. Sập nó vào là xong. Cái này thì các bác lên cho em là chổi lau nhà nhá. Sập nó vào này. Đó, nó có cái lẫy này các bác. Sập hết vào cho em. Sau đó thì mình xoáy vào thôi. Đấy, xoáy vào. Nó có các cái phần kết nối đây, các bác cứ xoáy vào cho em là xong. Đây. Đấy, cái phần này thì các bác xoáy vào đây. Phần này xoáy vào đây nhá. Đó. Sau đó thì các bác xoáy tiếp cái phần đầu trên này vào. Xoáy cái đầu trên này vào là mình sử dụng thôi. Đó. Là khi các bác vắt là cho vào đây là nó vắt này. Đấy. Cho vào đây là sẽ vắt luôn. Ở đây thì các bác rút dài cái này ra cho em này. Cái này thì nó rút ra nó khá dài luôn, tầm khoảng 1m2 đến 1m3 đấy. Cũng thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, và bắt đầu các bác cho vào mình vắt này. Đấy. Cho vào đây mình vắt này. Đấy, các bác thấy không? Cho đây mình vắt rất tiện luôn nhá.
Đó, con này thì nói chung là ứng dụng thì rất là tiện rồi. Đó. Và cũng rất là dài luôn. Đây. Chiều dài của nó thì nó cũng tầm khoảng đây. 1m2, 1m3, hai con này thì cũng tương đối bằng nhau. Đây. Hai con chổi này tương đối bằng nhau này. Đó. Và đây là cái phần xoay của nó này. Phần xoay của nó này. Dưới có bánh xe này. Đấy, dưới có bánh xe. Con này thì các bác phải đổ nước đi thôi, nó chứ không nó không có van xả quá nhá. Con này thì không có van xả, các bác dùng xong thì các bác đổ đi. Đó. Thì giá con này sẽ là 200 200 mấy? 200. Lên mã giúp cho em đó là thùng lau nhà, giá sẽ là 250 nghìn nhá. Thùng lau nhà 250k. Đấy. Con này thì sẽ là 250 nghìn, bên em sẽ bao ship nhá. 250 nghìn. Bao ship về tận nhà cho các bác luôn. Đó, lên cho em là thùng lau nhà. Đấy. Các số hotline của bên em này, các bác có thể liên hệ nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cây dòng thuốc đau đầu kinh niên. Con này thì hàng nội địa của Nhật và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90 nghìn cho một hộp này. Đó, 90 nghìn cho một hộp như này. Một hộp này của nó thì cũng là khá là nhiều luôn và nó là thuốc của thương hiệu OTC. Cái này thì nó là một cái dòng thuốc nam thôi, thuốc nam. Thế nên là các bác dùng thì nó rất là an toàn thôi. Đặc biệt là bác nào hay bị đau đầu, đau đầu lâu năm, đấy, đau đầu kinh niên thì dùng cái này cho em. Đấy. Và nó sẽ là thuộc dạng gói như này này, thuộc dạng gói như này. Nó là thuốc nam mà, cho nên là cái này uống nó rất là an toàn luôn. Đó, thuốc nam. Cái này thì các bác uống rất an toàn. Giá sẽ là 90 nghìn cho một hộp như này nhá. Đấy, 90 nghìn cho một hộp như này. Và một hộp này của nó thì tới 100 gói này, 100 gói mỗi gói là đi 30 g. Đây. 100 gói, mỗi gói 30 g như này. Và nó là cái dòng thuốc nam nhá. Thuốc này thì các bác uống trực tiếp cho em. Đây. Đấy. Uống trực tiếp cho em nhá. Đóng gói đóng điếc của nó cũng rất là cẩn thận kỹ càng luôn. Đây con này. Đó. Nó là dòng thuốc nam. Đấy. Các bác uống trực tiếp cho em, rất là tốt luôn nhá. Đấy. Cho ra này uống trực tiếp cho em. Đó. Sẽ là 190.000 cho một hộp thuốc đau đầu kinh niên như này nhá, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mắc áo các bác này. Đấy, mắc áo. Bên shop sẽ bán theo một hộp như này là 10 cái. Một vỉ này là 10 cái nhá. Chất liệu của nó thì giá 10 cái sẽ là 65.000 nhá. Chất liệu của nó thì nó sẽ là phần móc khóa này thì là bằng thép này, còn lại là bằng nhựa, nhưng mà nó là cái loại này nó là nhựa dẻo. Thì khi các bác sử dụng thì cái này nó rất là tiện ích luôn. Đây. Nhựa của nó là nhựa dẻo này. Đấy, nhựa dẻo quá thấy không? Nhựa này nhựa dẻo, nắng mưa thoải mái luôn. Ưu điểm của cái móc này là nó có hệ thống chống trơn hết nhá. Có hệ thống chống trơn hết như này. Thì khi các bác dùng thì nó rất là ok. Đây. Có hệ thống chống trơn hết nhá. Và có các cái đầu quặc như này để các bác quặc quần áo nhỏ này. Đấy, mình phơi những cái quần áo nhỏ hoặc là những cái quần áo có con đỉa thì mình phơi vào đây cho em. 65.000 cho một vỉ như này bao gồm 10 chiếc nhá. 65.000 cho một vỉ 10 chiếc. Lên mã giúp cho em đó là móc quần áo nhá. Móc quần áo. 65.000 cho một vỉ 10 chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái rổ vo gạo nhá, giá vo gạo. Giá vo gạo con này thì bằng inox 304. Giá sẽ là 75.000 nhá. Giá vo gạo inox 304 này. Đấy. Giá vo gạo inox 304. 75.000 cho một con giá vo gạo như này. Con này thì rất là tiện luôn, su 304 này. Các bác cho gạo cho riêng vào đây. Đấy, vo xong thì ở đây nó sẽ có cái phần lưới như này thì các bác đổ đi thì nó sẽ không bị mất gạo nhá. Bánh hõm như này rồi. Thì thứ nhất là các bác đổ nó rất là tiện ích và không mất gạo. Ngoài ra đựng gạo thì các bác có thể đựng rau, dạ, thực phẩm, thức ăn cũng rất là ok thôi. Nên cho em là giá vo gạo con này thì sẽ là 75.000 nhá. 75.000 cho con giá vo gạo. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy đánh trứng nhá. Máy đánh trứng giá sẽ là 80.000 cho một con máy đánh trứng như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đó. Hàng này thì nó là sử dụng pin rồi. Ngoài đánh trứng thì các bác có thể dùng để pha cà phê, pha ngũ cốc các thứ rất là ok. Đây nó có lẫy rồi, các bác chỉ cần sập cái này cho nó xong này. Đấy, bật lên là nó xoay các bác này. Xoay rất là tít luôn các bác này. Đấy, xoay rất là tít luôn thì các bác dùng để mình đánh trứng, đánh cà phê rất là ok nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là hai đầu như này. Hai cái loại đầu như này các bác này, một cái đầu là hình gọng vó và một cái đầu lò xo như này. Đấy, các bác cứ lắp. Cứ lắp vào đúng lẫy cho em. Đấy, lắp vào đúng lẫy này, bật lên này.
Đấy, nó có các số như này. Đấy, xoài rất là tít luôn các bạn này. Đấy, mình dùng để pha cà phê rồi pha các cái loại hạt rất là ok nhá. Đấy, giá thì sẽ là, các bác lên mã giúp em đó là máy đánh trứng, giá sẽ là 80.000 nhá, 80.000 là con máy đánh trứng như này. Hàng này thì nó sử dụng pin thì nó rất là tiện ích luôn. Hàng sử dụng pin thì hết pin thì các bác cắm sạc vào cho em là xong nhá. Hết pin thì cắm sạc vào cho em là xong. Đó. Con này thì lên cho em là máy đánh trứng, giá sẽ là 80.000 nhá. 80k cho con máy đánh trứng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ca chiên dầu nhá. Đấy, ca chiên dầu. Thì đây nó sẽ là một cái bộ đôi như này, bao gồm là 2 chiếc. Đấy, thì ví dụ như là các bác có muốn chiên tôm, chiên tép này, hoặc là chiên các cái đồ chiên khoai lang chiên các thứ, thì con này nó sẽ là bằng inox 304, các bác đặt trực tiếp lên bếp, đổ dầu vào đây, sau đó thì mình cho gia vị vào đây, là cho các cái loại đồ mình chiên vào đây, sau đó thì mình chỉ cần vớt ra như này là xong. Vớt ra như này. Đó, nó rất tiện ích luôn. Các bác chiên khoai lang chiên hoặc là nói chung là các cái món đồ chiên thì dùng rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 thôi, 100.000 cho cái bộ đôi ca chiên dầu như này nhá, 100.000. Bao gồm là một cái ca inox. Con này rất là dày dẫn, ngoài các bác dùng để chiên dầu thì các bác có thể dùng để mình làm ca gáo múc nước cũng rất là tiện ích luôn. Còn cái này thì các bác có thể dùng làm rổ để rửa rau này, hoặc là lọc thức ăn. Đấy, rất là ok. Đấy, hoặc các bác có thể để trên chiếc chậu rửa bát mình lọc cặn cơm nước cũng rất là ok luôn. Đó thì cũng là đa di năng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ca chiên dầu, giá sẽ là 100.000 cho một đôi như này nhá, 100k cho một đôi luôn. Đó, 100k trên một đôi ca chiên dầu như này, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chảo này. Đấy, các bác lên cho em là chảo hai quay, bỏ cho anh cả cái một quay đây. Con chảo hai quay này thì cũng khá là dày dẫn, cũng bằng chống dính bằng tổ ong như này nhá, chống dính bằng tổ ong như này, rất dày dẫn, chống dính bằng tổ ong, dày lắm. Đó, con này thì sẽ là 100.000 nhá. Lên cho em là chảo hai quay chống dính, giá sẽ là 100k. Đó, chảo hai quay chống dính là 110.000 nhá, 110.000. Còn con này thì các bác lên cho em là chảo tổ ong nhá, con này thì sẽ là 140.000. Chảo tổ ong này, chảo tổ ong giá của nó sẽ là 140k nhá, 140.000. Đó, hoặc là các bác lên cho em là chảo một quay nhá, con này nó sẽ là một quay như này, còn con này nó sẽ là hai cái quay như này nhá, hai quay như này. Hai con này thì cái con này thì kích thước của nó sẽ là to hơn một chút. Đấy, to hơn một chút, đường kính của nó thì chắc là vào khoảng là 27-28 cm. Còn con này thì nó vào 24 cm. Đó, hai con thì cũng gần gần bằng nhau. Đấy, con này thì nó sẽ sâu hơn một chút nhá. Sâu hơn một chút. Đó, còn con này thì nông, nó sẽ nông lòng hơn, nông lòng hơn như này. Đấy. Con chảo hai quay này thì sẽ là 110.000, 110.000 cho con chảo hai quay. Đều là chống dính bằng tổ ong hết nhá. Đó, còn con này thì sẽ là 140.000, 140.000 con này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái súng thư giãn nhá. Đấy, súng thư giãn như này. Con này thì giá của nó sẽ là 170.000, nó sẽ hình khẩu súng như này. Ở đây thì nó sẽ là một cái súng như này và có sẵn các cái đầu như này luôn. Các bác chỉ cần lắp vào như này thôi. Đó, và mình bật lên. Bật lên cho em. Máy rung rất là mạnh luôn. Rất là mạnh luôn. Đây, các bác đưa vào rung mình massage cổ vai gáy bắp tay bắp chân này. Đó, 170.000 cho con súng thư giãn như này. Có cho các bác là các cái loại đầu massage. Đấy, 4 5 đầu massage tất cả luôn, có 4 đầu massage và một cái cáp sạc đi kèm. Đấy, giá chỉ có 170.000 thôi. Súng thư giãn. Em đã giúp cho em nó hình khẩu súng như này, lên cho em là súng thư giãn 170k nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái ổ điện này. Đấy, lên cho em là ổ điện trắng nhá. Đấy, con này trước em đang lên nó là màu trắng, giờ này em về cả màu xanh màu vàng như này. Đấy, nhưng bên em vẫn gọi là ổ điện trắng. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là hai ổ USB 1 2 3 4 5 6 7 ổ cắm. Hai ổ USB 7 ổ cắm có công tắc đóng ngắt. Giá của nó thì sẽ là 65.000 nhá. 65k. Đấy, lên cho em là ổ điện trắng 65k. Dây thì nó sẽ là dài khoảng là trên dưới 2 m, trên dưới 1 m rưỡi, tầm 1 m rưỡi đến 2 m nhá. Tầm 1 m rưỡi đến 2 m, nói chung là trên 1 m. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái dây điện. Dây điện vàng nhá, dây điện vàng. Đấy. Con này thì một cuộn của nó dài khoảng 20 m, dài khoảng 20 m. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100
cứ dây đi. 150.000 nhá, 150.000. Đấy, ở đây thì ổ của nó là ổ đúc hết nhá, ổ đúc hết như này. Đó, ổ đúc hàng made in Japan cho các bác luôn. Đó, 150k thôi. 150k. Dây thì dài khoảng là từ 20m trở về nhá. 20m trở về cho các bác luôn. Dây dài 20m trở về. Đó. Tiếp theo này thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái túi điện thoại nhá. Đấy, túi điện thoại đây. Thì con này các bác đeo vào thắt lưng này. Đấy, sau đó thì mình có thể để điện thoại này rồi các loại giấy tờ này, rồi có cả móc đeo để các bác đeo móc khóa luôn. Hai cái đai này là để các bác đeo vào hông. Đó, thì các bác đựng điện thoại đeo vào đằng trước ấy. Rất là an toàn. Tiện, điện thoại to, thoại nhỏ đều đựng vừa hết nhá. Lên cho em là túi đựng điện thoại, giá sẽ là 40k nhá. 40k thì cái túi đựng điện thoại như này. Giá chỉ có 40k thôi, 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái túi đựng rác nhá. Đấy, một quận này của nó là 100 cái luôn. Kích thước của nó là 45x50 và giá thanh lý cho các bác chỉ còn 35.000 cho một túi như này thôi. Đấy, tính ra một ngày mà các bác dùng hết vị chi là một ngày các bác dùng hết một túi thì 100.000 ba túi, như vậy là các bác dùng như vậy nếu mà tính ra thì chắc chỉ mất 100 con thôi. 100 con cho một cái túi đựng rác như này. Đấy, và nó đã có dập sẵn cái này rồi, về nhà các bác chỉ cần bóc vào cho em như này. Đó. Bóc vào thôi. Đó, các bác bóc vào cho em. Đó. Và ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác ấy luôn. 35.000 một túi nhá. 100.000 ba túi. Đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là túi để các bác đựng rác này. Đấy. Và có luôn cho các bác cả cái phần quai đây, quai nó ở nằm ở đây này. Đấy các bác, quai nằm ở đây. Thì các bác khi các bác dùng khi vứt rác thì mình giật cái phần quai này lên. Kéo cái phần quai này lên các bác nhá. Đó. Đây. Cái phần quai này các bác kéo lên chưa? Đấy. Quai này kéo lên. Còn cái này các bác bỏ rác vào đây. Túi thì trông mỏng này thôi nhưng mà rất là dài các bác này. Mỏng này thôi nhưng mà rất là dài. Thì các bác đựng rất là tiện ích luôn. Đó, rất dài nhá. Rất dài luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 35.000 cho một bịch như này. 35.000 và 100.000 là ba bịch luôn. Combo 100.000 ba bịch. Tiếp theo thì em lên cho bác cái máy xay Osaka nhá, máy xay Osaka. Đó, nó sẽ là một con máy của thương hiệu Osaka của Nhật này. Đó. Con này thì giá sẽ là 145.000. Đấy, nó sẽ có các cái phần lưỡi xoay như này. Có phần lưỡi xoay này, các bác đặt vào đây cho em này. Đấy là mình xoay này. Rất tiện ích luôn, đặt vào đây. Các bác chỉ cần là đưa vào là mình xay thôi. Xay thịt, xay tôm, xay cá đều được hết nhá. Nhấn nút ở đây luôn. 145.000 cho một con máy xay Osaka như này. Sử dụng điện 220V. Rất là tiện ích luôn. 145k nhá, máy xay Osaka. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy đo huyết áp nhá, máy đo huyết áp. Con này thì giá của nó sẽ là đi 260.000 và bên em bao ship, bao gồm một thân máy như này. Con này thì nó sử dụng con này trước em đang bán là 260.000, đợt này giá chỉ còn cho các bác 160 cành thôi. $160.000 cho con máy như này nhá. Đó, con này thì về các bác chuyên để đo huyết áp, đo nhịp tim, các bác lắp pin vào đây cho em, 4 cái pin con thỏ nhỏ. Giá cực tốt luôn, giá này không bao gồm pin nhá. Về nhà các bác tự mua pin thôi. Đó, về nhà các bác đo huyết áp, đo nhịp tim. Đấy, bác nào cũng nên có, đặc biệt là tuổi già thì nên sử dụng con này. Máy đo huyết áp 160.000. Giá thanh lý cực rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Unica Japan này. Nội địa của Nhật, hộp 5 mũi khoan tháp. Có tặng kèm cho các bác một cây lấy dấu luôn. 1 2 3 4 5, một cây lấy dấu. Đó. Thép của nó là thép gió phủ titan, giá sẽ là 180.000 đây. Đấy, lấy dấu này, đóng vào là có dấu luôn. Đây. Ấn vào này là có dấu các bác này. Đó, rất tiện ích luôn. Bao gồm là một cây lấy dấu và 5 mũi khoan, giá chỉ có 180.000 thôi. Hộp 5 mũi khoan tháp, hộp nhôm 180k. 180.000 nha, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bánh xe nâng đồ nhá. Bánh xe nâng đồ như này. Bao nhiêu nha?
sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 4 cái chân bánh như này, chịu lực là mỗi cái là 150 cân. 150 cân thì tính tổng trọng tải là sẽ là đi 4 bánh là đi 6 tạ nha. 4 bánh là 6 tạ. Và một cái con nâng như này. Đấy, các bác chỉ cần là đưa vào mình đây, nâng cái tủ của mình lên. Đó, nâng những cái tủ của mình lên, sau đó thì mình để cái chân này vào. Đấy, tủ lạnh, máy giặt, rồi đồ đoàn các thứ. Lên cho em là 돌아 chuyển đồ nhá. Giá sẽ là 80k, hàng Việt Nam chất lượng cao luôn. Hàng Việt Nam chất lượng cao, dụng cụ chuyển đồ. Dụng cụ chuyển đồ đa năng, giá sẽ là 80.000. Đó, đầy đủ đây. Các bác nâng đồ lên sau đó thì mình đặt vào là xong, rất tiện ích luôn. Dụng cụ chuyển đồ 80.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái khò ga nhá. Khò ga thì nó sẽ có hai loại. Một là khò ga đại, hai là khò ga đồng. Khò ga đại này thì sẽ là 90.000. Đấy. Còn con khò ga đồng này thì sẽ là 80.000 nhá. Khò ga đồng này là 80.000. Đó. Tiếp theo thì em lên các bác cái kìm kìm nhọn này. Đó. Kìm nhọn thì nó sẽ là hàng Nhật bãi như này. Giá thì sẽ là 40.000 đồng chiếc thôi. 40.000 đồng chiếc kìm nhọn như này nhá. 40k. Giá cực rẻ luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái băng dính hai mặt nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái loại băng dính hai mặt như này. Để các bác dùng để mình dính nó băng keo trong hai mặt luôn. Các bác dính tủ dính ổ điện rồi điếc, còn nói chung là đa chức năng luôn, rất là tiện nhá. Băng keo trong hai mặt như này. Đấy, đây các bác bóc ra này. Mình để dính đồ dính đoàn này nó hai mặt luôn. Giá gửi tới các bác, giá đợt này gửi tới các bác rất là tốt luôn. Chỉ có 20k thôi. 20k cho một cuộn băng keo trong hai mặt thế này. 20.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kéo cắt cành trên cao nhá. Kéo cắt cành trên cao, rất tiện ích luôn. Con này thì các bác dùng để cắt cành trên cao, có kèm cả cưa và có cái đầu như này. Về nhà các bác xỏ vào cho em, xỏ vào cái xào nhà mình ấy. Giá sẽ là 130.000 nhá. 130k thôi con kéo cành trên cao như này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đó. Made in Japan, hàng nội địa của Nhật hẳn hoi luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái con đèn thần tài nhá. Đèn thần tài. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi 60.000 thôi. Đợt này về cho các bác giá tốt 60.000, trước là 65.000. Các bác nâng lên cho em này, sau đó thì mình tháo ra này. Đấy, ở đây thì các bác lắp ngược lại cái này cho em. Đấy. Ở đây nó sẽ có cho các bác cái công tắc này, bật cái công tắc này lên. Chạm nhẹ mà nó sẽ lên này. Chạm nó tắt này. Đấy, hoặc các bác có thể thổi được. Thổi theo kiểu như truyền thống là mình thổi đèn nến ấy. Đó. Nhưng mà trước khi muốn thổi nó lên ấy thì các bác phải bật cái công tắc này trước nha, pin nó lên này, pin lên này, các bác thổi đi. Đó, các bác theo. Đó. Thì con này rất là tiện luôn. Giá sẽ là 60.000 cho một con đèn thần tài như này. Các bác có thể để trên ban thờ, nó chạy bằng pin. Sạc pin thì rất là an toàn. Đấy, và có cả điều chỉnh chiết áp luôn, điều chỉnh sáng tối luôn. Đó, bật lên này. Bật lên cho em này. Đó. Đây. Con này thì đa chức năng luôn, có cả điều chỉnh sáng tối nhá. Rất là sáng đấy các bạn. Mất điện các bác cũng có thể dùng ăn cơm ăn nước được. Đó, rất là tiện. Nói chung là sơ cua khi mất điện. Đó, đây. Rất là ngon lành luôn. Giá chỉ có 60.000 thôi. Rất dày dẫn chắc chắn nhá. Một con đèn thần tài như này. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi 60.000 cho con đèn thần tài như này nhá. 60k. Rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái đồng hồ nhiệt kế nhá. Con này thì có sẵn cho các bác là một cái ấy luôn, một cái viên pin luôn. Về nhà các bác lắp vào cho em là xong. Lưu ý các bác là khi mà lắp ấy thì mình lắp cho em là lúc 12 giờ trưa nhá. Để tránh cái việc các bác khỏi phải cài đặt giờ. Các bác cứ lắp 12 giờ trưa cho em là nó sẽ lên giờ là 12 giờ. Đây. Và có cái giấy bóng ở đây, các bác bóc cái giấy bóng bảo vệ này ra này. Đấy, các bác thấy chưa? Bóc thêm cái giấy bóng bảo vệ này ra nhé. Không các bác bảo lắp pin mà không thấy nó lên giờ. Đây, đấy. 12 giờ trưa luôn nhá. 12 giờ trưa. Nhiệt độ hôm nay đang là 30 độ C này. Độ ẩm là 82%. Các bác thấy không? Đấy. Thì có cái lẫy để như này các bác có thể dùng để bàn này. Đấy, để bàn này hoặc là để trên ô tô, nói chung là để đâu cũng được, rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Cái đồng hồ này bao nhiêu đây hả Minh?
lên cho em là đồng hồ nhiệt kế nhá, giá chỉ có 70k thôi, 70.000 cho con đồng hồ nhiệt kế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt ống nước nhá. Con này thì cắt được từ ống 42 trở về, hàng của thương hiệu Kabushi của Nhật đây. Đấy, made in Japan này. Con này cắt ống cực kỳ là ngon luôn. Đấy, các bác đưa vào là mình cắt ống nước thôi. Kéo cắt ống nước con này cắt được từ ống 42 trở về thì các bác dùng để sửa chữa lặt vặt trong gia đình này, hoặc là làm thợ làm nghề cũng rất là ok. Ống nước bây giờ không ai người ta cưa cả. Đưa con này vào cắt rất là ngon, ngọt và rất là tiện ích nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo cắt ống nước 42, kéo ống 42 nhá, kéo ống 42 này, kéo ống 42, giá sẽ là 140.000 nhá, 140k cho con kéo ống 42 như này, 140.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm bỏ canh khoan đỏ đây. Về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp mũi khoan tháp nhá, hộp mũi khoan tháp. Thì nó sẽ là một cái dòng hộp mũi khoan tháp này, đó cái mũi khoan này. Hộp mũi khoan tháp này nha, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi nhá, hàng thương hiệu Unica Japan này, hàng nội địa của Nhật này. Một bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan và một cây lấy dấu nhá. Đấy. Hộp mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu này. Đấy, thì cây lấy dấu này là rất là ngon luôn, các bác dùng để mình lấy dấu rồi lấy mực rất là ngon. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 5 mũi, 1 2 3 4 5. 5 mũi với các cái kích thước khác nhau và mũi to nhất này là 32, tức là 3/2 nhá. Đấy, đây em lấy dấu thử cho bác xem này. Lấy dấu được các bác, chỉ cần nhấp này là có dấu này các bác. Đấy, thấy chưa? Đó, có dấu luôn các bác nhá. Đấy, thì cái bộ mũi khoan tháp này giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 nhá, 180.000. Đấy, bộ 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu 180k các bác nhá. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác là cái hộp mũi khoan đỏ này. Hộp mũi khoan đỏ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp này và kèm 3 mũi khoan tazogen luôn. Đó, 3 mũi khoan tháp kèm 3 mũi khoan tazogen. Bộ này thì sẽ là 110k nhá, 110.000. Đấy, thép của nó thì hai cái loại mũi khoan này đều là thép gió phủ titan nhá, thép gió phủ titan cực kỳ dày dẫn chắc chắn các bác luôn. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Đấy, khoan đỏ giá sẽ là 110.000. Đấy, còn này là bộ 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu, giá sẽ là 180.000. Tất cả đều là dòng thép gió phủ titan cực kỳ dày dẫn chắc chắn và rất là sắc bén cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan đa năng nhá, 1 2 3 4 5. Bao nhiêu nhỉ? 100.000 cho 5 cái mũi khoan đa năng như này. 1 2 3 4 5 này. 5 mũi khoan đa năng. Đấy, đầu của nó là đầu mũi khế như này nhá. Đầu mũi khế như này thì các bác có thể khoan sắt, khoan thép, khoan gỗ, khoan kim loại đều ok hết nhá. Sắt, thép, gỗ, kim loại đều ok hết, các bác khoan đa năng, cái khoan cái gì cũng được. Đấy. Còn lên mã cho em là hộp 5 mũi khoan đa năng nhá. Hộp 5 mũi đa năng này. 5 mũi đa năng giá sẽ là 100 cành thôi. 100k cho cái hộp 5 mũi khoan đa năng như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá, bình nhiệt quân đội Mỹ đây. Con này của nó sẽ là dung tích là 1,5 lít đây. Đấy, giữ nóng 24 giờ, giữ lạnh 24 giờ, su 304 nhá. Đấy, su 304, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, dung tích của nó là 1,5 lít. Đấy, có nắp này là nắp cốc uống nước luôn, su 304 các bác này, su 304 nắp làm cốc uống nước luôn. Và một nắp bên trong này. Đấy, và có lưới lọc như này nhá, có lưới lọc như này. Đấy, bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Đấy, bình nhiệt quân đội Mỹ. Con này giá sẽ là 195.000. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em với bao ship, nhưng mà riêng bác nào mua cái bình nhiệt này thì đơn 250.000 bên em với bao ship được nhá. Đấy, tại vì cái bình nhiệt này bán 195.000 là bán giá gốc rồi, còn không có lãi này. Nếu các bác nào mà lấy nguyên bình nhiệt này thì cộng cho em 30.000 để ship nữa nhá. Đấy, lên cho em là bình nhiệt quân đội Mỹ, giá sẽ là 195k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sơn xịt chống thấm nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là xịt chống thấm. Đấy, con này thì các bác có thể xịt được trên mọi bề mặt nhá. Đấy, xịt trên mọi bề mặt, mái tôn, mái ngói rồi bê tông bê tông đều xịt được hết nhá. Đấy, giá sẽ là 50.000 cho một cái bình xịt chống thấm như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Các bác này. Thao tác xịt đơn giản. Đây là sơn chống thấm công nghệ Nhật Bản, hiệu quả trên mọi bề mặt chất liệu. Chỉ với vài thao tác xịt đơn giản. Rất đơn giản thôi nha. Đấy, các bác chỉ cần xịt vào các cái bề mặt bị nứt này. Đấy, bị bong chốc rồi các bác vệ sinh như sau đó xịt vào cho nha. Đó, rất là tiện ích luôn. Đó. Hiệu quả lên đến 10 năm, không lo bong chóc, đặc biệt khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực bất chấp nắng mưa, giải quyết rất là tiện ích luôn nhá. Thấm rột rồi, nói chung là các bề mặt. Giá thì chỉ có 50k thôi, lên mã giúp cho em là xịt chống thấm nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Bốn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái khóa đồng Đức nhá, khóa đồng Đức. Con này thì giá của nó sẽ là 100
130.000, hàng của Đức Made in Germany đây. Bộ sản phẩm thì bao gồm 1 2 3 4 chìa. Chìa của nó là cái dòng chìa tròn nhá. Đấy, chìa tròn chống trộm. Nên các bác dùng cực kỳ an toàn luôn. Dòng này của nó thì nó sẽ là hàng đa di năng chống trộm, chống cắt, chống ăn mòn các kiểu con là điều luôn thôi nhá. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn, chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em là khóa Đức nhá, hàng Made in Germany này. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn, chống trộm chống cắt nhá. Đây nó có các cái phần bo kín như này cho nên là khóa thò vào cũng không cắt được này. Đấy, khi các bác khóa thì quay xem cái chìa này vào này. Đấy, quay cái chiều này vào phát là nó không thể chống cắt được này. Đấy, chống cắt rất là tốt luôn này. Và trộm là cái chìa này của nó là cái dòng chìa tròn như này cho nên là không làm giả được các bác nhá. Lên cho em là khóa Đức, giá sẽ là 130k nhá. 130k cho em khóa Đức này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn phễu này. Đấy. Dòng dây điện thì mình. Cái đèn phễu như này giá sẽ là 90.000 cho một con đèn phễu như này. Con này thì siêu sáng luôn thôi nhá. Đấy, con này rất sáng luôn, có kèm cho các bác một cáp sạc và một cái dây như này. Một cáp sạc một dây như này nhá. Đấy, con này thì siêu sáng luôn. Giá thì chỉ có 90k thôi các bác. Đấy, rất sáng nhá. Sáng mạnh sáng vừa này. Đấy, nhấp nháy này, đây. Đây ban ngày mà em dọi mà pha nó còn như này là các bác biết rồi. Đó các bác theo. Rất là sáng luôn nha, điểm sáng của nó rất là lớn luôn. Ban ngày mà còn như này là các bác dọi ban đêm thì siêu sáng luôn. Đấy, rất là to nha, có thể là gập lên gập xuống như này này, có báo pin và có sạc ra cho điện thoại này. Đấy, rất sáng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nha, đèn phễu. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k cho một con đèn phễu này thôi. Đấy, đèn phễu giá sẽ là 90k. Giá thanh lý cho các bác giá cực kỳ tốt luôn. Đèn phễu này. Nó hình như phễu. Giá sẽ là 90k nhá. Đấy, 90k. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đuôi lò xo nhá, đuôi lò xo. Con này bên shop đang bán là 35.000 một chiếc. Đợt này thanh lý cho các bác giá chỉ còn 30.000 trong cái đuôi lò xo này thôi. Lên cho em là đuôi lò xo giá sẽ là 30.000. Đây, cắm điện vào các bác cho bóng cho bánh vào đây. Đấy, bật công tác lên là xong. Đấy. Đuôi lò xo 30.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có bán cho các bác cái bóng đèn 4 cánh mini này. Con này thì công suất của nó là 28W mà nó sáng giống như kiểu là bóng 80W thôi nhá, rất là sáng luôn. Và giá thì cực kỳ là hợp lý nhá, chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. 40k cho một quả bóng như này. Đấy, bình thường các bác đi mua một quả bóng mà sáng như này cũng phải mất 70 đến 100.000. Đó, thấy không? Sáng trắng luôn các bác nhá, rất là sáng nhá. Thì các bác có thể dùng ở trong các cái không gian vừa phải thì rất là ok. Đấy, đầy đủ ánh sáng cho các bác luôn. Đó, đây. Đây con này. Đấy, rất sáng luôn. Thì các bác lên cho em đó là đèn 4 cánh mini nhá, 4 cánh mini. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá một con đèn 4 cánh mini như này giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 thôi. Đây, công suất của nó sẽ là 28W nhá, 28W các bác này, rất là sáng luôn. Đó, 4 cánh mini. Giá sẽ là 28W, giá sẽ là 40k nhá, 4 cánh mini 40.000. Đấy. Đuôi lò xo thì giá sẽ là 30k. Vừa là lò xo ngắt nghéo này, vừa là có công tắc đóng ngắt luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái võng dù hàng của quân đội Nhật nhá. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, mình kéo vào cho anh. Đấy, con này thì chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là trên nó khoảng từ 2m đến trên 2m nhá. Đấy, từ 1m8 đến 2m. Đây các bạn này. Đây. Đấy. Đây các bạn này, rất là rộng luôn. Đây các bạn thấy không? Đây, rất rộng như này nhá. Rất rộng luôn các bạn này. Đó. Cái chiều ngang này của nó thì được khoảng 80 90 cm. Chiều dài của võng thì nếu mà tính từ đầu này đến đầu kia thì nó vào khoảng là trên 2m. Có sẵn dây đeo cho các bác như này luôn. Đấy, có sẵn dây đeo như này thì các bác về có thể đeo lên cây cối này hoặc là sử dụng khác rất là tiện luôn. Võng dù thì giá sẽ là bao nhiêu? 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái võng xếp này. Đấy, đây là một con võng xếp như này. Con này thì nó sẽ không có dây đâu, nó chỉ có cái quai đeo như này thôi. Đây các bác này. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Con này thì cái chiều banh của nó thì nó sẽ vào khoảng là trên 1m và nó có hai lớp như này luôn. Hai lớp dù như này các bạn này, hai lớp dù như này, hai lớp luôn. Đây. Các bác thấy không? Tổng chiều dài của nó thì dạng con này thì dài hơn con kia một chút và lúc nào nó cũng ở cái hệ là banh sẵn như này rồi. Các bác dùng nó rất là đã này. Đấy, có thể là mang đi du lịch này, hoặc là để ở nhà. Đấy, đều được. Khi các bác không dùng nữa thì quận lại như này cho em. Đấy, rất là tiện nhá. Thì con này các bác lên cho em là võng xếp, giá của nó sẽ là 120.000. 120.000 cho một con võng xếp như này. Đấy. Còn con võng dù này thì giá sẽ là 90.000. Con này thì nhỏ gọn hơn một chút thì các bác muốn lấy con nào thì lấy. Giá đều là rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái Thunder A1 nhá. Con này thì giá của nó sẽ là bao nhiêu? 160.000 cho con Thunder A1 như này. Con này thì rất nhiều phụ kiện đi kèm luôn này. Có các cái phụ kiện đi kèm đây.
đấy, chổi vệ sinh này, rồi cáp sạc này, dầu nhớt này, rồi cữ này, và có cho các bác là một cái đầu tăng đơ như này nhá, một đầu tăng đơ như này chống cắt, chống đầu đầu tăng đơ này là chống chống bị đứt nhá. Đấy, các bác cắt thì nó rất là an toàn luôn, không sợ bị đứt tay hoặc là bị ăn da, gọi là chống ăn da rất là tốt nhá. Đấy, hàng bảo vệ các thứ lắp đặt cực kỳ chính xác luôn này con này. Đấy, rất ngon lành cho các bác luôn. Đây, đấy, bật nguồn cho em này. Đấy, các bác dùng để cắt tóc cho trẻ em này, chấn viềng, cắt tóc cho người già này, đấy không ăn da nha. Đây em cắt thử cho các bác xem này. Đấy, rất sắc bén luôn các bác thấy không? Đây, đấy, cắt đầu sạch đấy luôn các bác thấy chưa? Đó, cắt đầu sạch đấy luôn. Đó, thì thứ nhất là có một tăng đơ này, thứ hai là sẽ có cho các bác là một cái bộ vừa cạo râu vừa tỉa lông mũi nhá. Cái đầu này thì các bác dùng để cạo râu này, đấy, đầu này để cạo râu này. Xoáy cái đầu cạo râu này ra thì các bác lại dùng cho em cái chức năng là tỉa lông mũi, thì các bác xoáy cái phần tỉa lông mũi này vào để là dùng để tỉa lông mũi này. Đấy, thì nó đa di năng luôn, có ba chức năng chính đó là cắt tóc, cạo râu, tỉa lông mũi. Đấy, ba chức năng chính như này. Lên mã giúp cho em đó là tăng đơ A1 nhé. Con này thì cái giá bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn, 160.000 cho một con tăng đơ A1 nha. Hàng ba chức năng cắt tóc, cạo râu, tỉa lông mũi rất là ok. Tăng đơ A1 nhá. Đấy, tăng đơ A1 giá sẽ là 160k nhá, 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cân treo cầm tay nhá. Đấy, cân treo. Con này thì các bác dùng là mình treo lên, đấy treo lên cho em rất là tiện luôn. Ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác là một viên pin như này nhá, một viên pin như này. Pin này thì hết các bác lại ra hiệu sách mua. Đấy, và cái này thì nó dùng nó rất là lâu hết pin tại vì nó có hệ thống là tự sạc, cho nên các bác yên tâm. Và khi lắp vào thì nếu mà nó không đúng chiều thì các bác đảo chiều đi cho em. Đấy, đảo chiều đi là được. Còn nếu lắp vào lên rồi thì thôi. Đấy, còn không lên thì các bác đảo chiều đi cho em. Đấy, thì cái này cân tối đa của nó được 50 kg, còn các bác cân bao nhiêu thì tùy các bác thôi. Đó, cân bao nhiêu thì tùy các bác nhá. Đây, em sẽ cân thử cái dây điện này cho các bác xem này. Đấy, đây là một cái quận dây điện đây. Đấy, dây điện em cân thử cho các bác xem nhá. Đây các bác này. Đấy, cái quận dây điện này là kích thước của nó sẽ là 10m này. Quận dây điện 10m. Cân nặng của nó sẽ là 1 cân 39, 1 cân 39 các bạn này. Đấy, 1,39 kg, tức là 1 cân 4. Đấy, 1 cân 4 như này. Quận này là 10m các bác nhá. Đó, đây các bạn này. Nhớ số luôn, nhớ một lúc sau nó mới hết nhá. Đấy, và có cả cho các bác là cập nhật cả nhiệt độ luôn. Nhiệt độ đang là 30 độ C. Đó, thì các bác lên cho em là cân treo nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70 cành 70 cành cho một cái cân treo cầm tay như này. Các bác có thể mua về để mình đi gọi là cân đồ ngoài chợ này, hoặc là các bác đi du lịch mua hải sản các thứ này, hoặc là đi câu đi kẹo đều ok hết nhá. Lên cho em là cân treo này. Đó, cân treo giá sẽ là 70k nhá, 70.000 thôi. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây điện hàng của Nhật đây. Dây điện của Nhật. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng dây của Nhật này. Đây, dây 2.5 nhá, Japan này, CU này. Đấy, dây của Nhật lõi đồng 2.5. Đây, FA 2.5 này. Con này thì giá của nó sẽ là theo kích thước các bác nhá. Dây thì siêu mềm luôn, dây siêu mềm và đầu dây thì nó sẽ là đầu đúc chống va đập. Các bác có thể dùng để làm thợ hàn xì, chiến công trình, nói chung là dùng đa di năng được hết nhá. Con này dùng thì siêu bền, siêu tiết kiệm và rất là ngon lành cho các bác luôn. Giá bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là dây điện Nhật nhá. Đấy. Dây xanh. Dây xanh thì nó sẽ có cho các bác là dòng như sau. Đấy, nó sẽ có cho các bác là các cái dòng như sau. 5m. 5m thì sẽ là 220k. Đấy. 10m thì sẽ là 330k. Và 30m thì sẽ là 650.000, 650.000. Giá đã bao gồm phí ship cho bác luôn. Đấy, có quận 5m, quận 10m và quận 30m. Đấy, thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Đây các bác này. Đây của nó sẽ là dòng 30m này các bác này. 30m là một cái quận to này các bác này, 30m đây. Đấy, thì các bác muốn lấy quận nào thì lấy, giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái tất của thương hiệu Nai của Nhật nhá. Tất Nai của Nhật đây. Đấy. Một vỉ này của nó là 10 đôi. Thì có màu đen và màu trắng nhá. Một vỉ 10 đôi có màu đen màu trắng như này, tất Nai của Nhật. Con này các bác đi mùa đông mùa hè đều được hết nhá. Hàng ôm chân, dệt 5D. Đấy, thoáng khí, chống hôi chân, chống nấm mốc các bác nhá. Đấy, chống hôi chân, chống nấm mốc. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 cho một vỉ bao gồm là 10 đôi. Đấy, giá rất hợp lý nhá. 90.000 cho 10 đôi tất luôn. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, lên các bác lên cho em là vỉ tất 10 nhá. Vỉ tất 10 này. Vỉ tất 10 giá sẽ là 90k nhá. 90k trên 10 đôi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá.
Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi sen như này. Đấy, một đầu vòi sen và một đầu dây như này các bác này. Đấy, một đầu sen và một đầu vòi dây như này. Một đầu sen và một bộ dây như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 100 cành thôi. Đấy, 100 cành. Có đóng ngắt trên tay này các nhá. Đây là đóng ngắt trên tay này. Có cánh quạt giúp tăng áp lực nước này và có điều chỉnh to nhỏ này, có lõi lọc này. Đấy, có lõi lọc như này, nói chung là combo đầy đủ cho các bác một cái bộ sen quạt như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp như này. Đấy. Có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Lên thì em là sen quạt tăng áp nhá. Sen quạt này. Đấy. Sen quạt tăng áp giá sẽ là 90k nhá. 100.000. Xin lỗi các bác, 100.000 nhá. Tiếp theo thì hello các bác nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng em này lên video, trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bán như biển luôn. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vợt cầu lông cũng nhá. Vợt cầu lông này. Đấy. Cái này thì nó có túi đựng đàng hoàng, một đôi. Đấy, một bộ này sẽ là một đôi và có kèm cho các bác là một cái hộp mà cầu như này. Đấy, một hộp cầu này thì nó sẽ là ba trái nhá, ba quả như này. Đấy, một hộp của nó sẽ là ba quả. Đây. Hộp này của nó là ba quả các bác nhá. Đấy thì sẽ kèm cho các bác là một hộp này bao gồm ba quả cầu và hai cái vật hàng thì của thương hiệu đây, của thương hiệu đây các bạn này. Đấy. Ketsika của Nhật các bác nhá. Ketsika của Nhật các bạn. Đấy. Ketsika của Nhật, con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Thân của nó là thân thép nhá, lưới cước cực kỳ căng các bạn. Đấy. Thân thép lưới cước cực kỳ là căng luôn. Con này dùng thì rất là sướng các bạn, rất là sướng luôn. Đấy bác theo. Lên mã giúp cho anh em đó là vợt cầu lông nhá, vợt cầu lông. Đấy, một đôi như này. Một đôi như này kèm thêm cho các bác là một cái hộp cầu bao gồm 3 quả như này. Vợt này thì nó sẽ là vợt của Nhật và dòng này thì cũng tương đối là chất lượng. Các bác có thể dùng để cho các em nó đánh ở nhà này hoặc là mang đi học hoặc các bác có thể chơi thể dục thể thao rất là ok. Nếu một đôi vợt này mà các bác ra cửa hàng thì nó sẽ bán cho bác khoảng 250.000 nhá. 250.000. Nhưng mà riêng hôm nay thì bên Phạm Huấn gửi tới các bác giá chỉ có 120.000 thôi. 120k. Các bác lên mã giúp cho em đó là vợt cầu lông nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vợt cầu lông, giá chỉ có 120k thôi. 120.000 cho một cái bộ vợt cầu lông như này, giá rất hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái rổ vo gạo nhá. Đây, đấy. Thì lên mã cho em là rổ vo gạo, con này thì rất là tiện. Thì các bác có thể đong trực tiếp gạo vào đây này, sau đó thì các bác đưa vào các bác bóp vệ sinh, sau đó thì các bác chỉ cần gạn đi là đây nó sẽ có cái phần lưới như này. Có cái phần lưới như này các bác nhá. Đấy, có phần lưới như này là nó sẽ gạn hết cho các bác các cái nước chảy đi, các cái nước rồi các cái phần đầu chấu nó sẽ chảy đi và gạo nó sẽ đọng lại thì các bác không bị rơi mất một hạt gạo nào, vừa lãng phí vừa bảo vệ môi trường các bác nhá. Các bác chỉ cần gạn đi này là xong. Sau đó thì các bác đổ vào trong nồi để mình nấu. Thường thì các bác hay vo trực tiếp vào trong nồi thì nó rất là mất vệ sinh. Đấy, nhưng mà mình dùng qua cái giá này thì rất là an toàn luôn. Lên mã giúp cho em đó là giá vo gạo nhá. Con này thì các bác lên cho em là giá vo gạo nhá. Giá vo gạo này. Giá vo gạo. Vo gạo giá sẽ là 15k. Đấy. 15.000 cho cái giá vo gạo này thôi. Rất tiện dụng con này. Đấy. Chất liệu của nó là bằng nhựa mềm nhá. Đấy, nhựa mềm dùng cực kỳ là ngon luôn. Tiếp theo thì tìm cái này luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là một cái chổi lăn bụi nhá. Chổi lăn bụi thì con này rất là tiện ích này, về nhà các bác bóc cái giấy này ra cho em này, sau đó thì các bác bóc ra như này. Đấy, bóc ra như này thì mình dùng vòng nào là bóc ra vòng đấy. Đây, nó có từng vòng một đây. Đấy, bóc ra hết vòng này. Sau đó thì cái bề mặt nào bị bụi các bác lăn vào cho em này. Đây nhá. Ví dụ như em lăn cái thảm này, các bác cảm nhận đây nó trắng tinh như này mà em lăn bụi nó dính vào này. Đấy. Lăn xong thì các bác chỉ cần bóc đi là xong. Đây. Con này dùng rất là sướng luôn. Đấy, đây em đang lăn nhá. Đây em đang lăn này. Đây, các bác thấy chưa? Đây. Bụi này. Thì các bác có thể dùng cho thảm này, bàn ghế này, đồ dùng này, tiện ích chưa? Đó, các bác thấy không? Đây. Đấy. Này. Sau đó thì các bác chỉ cần là bóc bỏ đi. Đấy, các bác xong thì các bác lại bóc bỏ cái lớp này đi và các bác lại dùng lại đây, bóc đi như này này. Bóc cái lớp này mình bỏ vào thùng rác này. Từ từ đã. Bóc cái lớp này mình bỏ vào thùng rác này. Đấy, thấy chưa? Sau đó thì các bác lại khi nào mình sử dụng thì mình hãng bóc nhá. Khi nào mình lăn mình sử dụng thì mình hãng bóc. Đấy, thì các bác muốn lăn trên bề mặt này, chăn chiếu này, đấy, chăn chiếu này, chăn ga gối đệm này. Đấy. Các bác cứ lăn vào này cho em. Đó, đây các bác thấy chưa? Đó.
thì con này dùng rất là sướng luôn nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một con lăn như này và có kèm thêm hai cái miếng lăn này nữa. Tổng như vậy là khi các bác nhận hàng nó sẽ là ba miếng như này nhá. Ba miếng như này. Đấy, lên cho em là con lăn bụi nhá. Các bác lên cho em là con lăn bụi này. Đấy, con lăn. Con lăn bụi. Giá sẽ là 25k cho một bộ như này. Sẽ bao gồm cho các bác là một miếng có lắp sẵn vào luôn và kèm thêm cho các bác là ba miếng như này. Đấy. Mỗi cái này là đi chiều ngang của nó là 10 cm và hình như đây nó được là 60 miếng. Đấy, nó được là 60 miếng như này các bác này. Đấy, thì các bác dùng được 60 lần, mỗi con lăn này là các bác dùng được 60 lần như này. Thì cũng rất là tiện ích và rất là tốt luôn này các bác này. Đấy. Con này dùng đã lắm đấy. Này là rất là thực tế luôn nhá. Bụi bặm các thứ, bụi mịn biết là nó quấn hết vào đây luôn. Con lăn bụi 25k. Đặt. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thuốc trị Long Ben Hắc Lào nhá. Long Ben Hắc Lào. Giá sẽ là 25.000 cho một típ như này. 25.000 cho một típ chuyên trị hong Long Ben Hắc Lào nấm nghía tổ nấm ngứa tổ đỉa các nhá. Đấy, nấm nghía tổ đỉa. Thì con này nó theo là thuộc dạng kem bôi vào nó rất là mát và rất là dễ chịu, và các bác cứ trị cho em một liệu trình là từ 2 đến 3 típ này là sẽ khỏi hết luôn các bác nhá. Đấy. Lên cho em là Long Ben Hắc Lào, giá sẽ là 25k cho một típ như này. Cái này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây tắm nhá. Đấy. Dây tắm em đang bán bao nhiêu đây? 15k cho một con dây tắm như này nhá. Giá xả cho các bác cực kỳ ưu đãi luôn. 15.000 cho một cái dây tắm như này. Các bác có thể mua đủ màu để mình dùng trong nhà mình luôn, mỗi người một màu nhá. Đấy. Mua đủ màu cho em. Đấy, 4 15 60, nhà 4 người thì mua cho em 4 cái. 4 15 60. Đấy, mỗi người một màu. Đấy, bên em có đủ màu cho các bác luôn. Đấy, đủ màu như này, 4 15 60. 15.000 cho một cái dây tắm như này nhá. 15k. Chất liệu của nó thì bằng silicone mềm, có co giãn này, có co giãn như này. Một mặt là bằng chấm chấm như này và một mặt là bằng bông, bằng cái đầu lồi hẳn như này. Các khi các bác tắm thì mình kỳ cọ massage nó rất là thích luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác này. Bạn muốn tìm dây tắm trà lưng silicone hai mặt giúp bạn làm sạch lưng hoặc những vùng khó với tới nhất. Thật là hiệu quả phải không nào? Link mua hàng bên dưới video nhà các bạn. Đấy, kỳ cọ lưng này, chân tay này, đấy. Con này nói chung là tuyệt vời lắm. Các bác dùng rất là tiện, bằng silicone mềm nhanh khô. Thứ bạn đang muốn tìm một dụng cụ có thể tắm sạch toàn thân, vậy thì đây chính là thứ bạn muốn tìm: dây tắm trà lưng silicone hai mặt giúp bạn làm sạch lưng hoặc những vùng khó với tới nhất. Thật là hiệu quả phải không nào? Link mua hàng bên dưới video nhà các bạn. Đó, rất ok các bác nha. Giá thì chỉ có cho các bác là 15k thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái này là khăn lau bếp à. Khăn lau dầu mỡ các bác nhá. Đấy, một cái túi khăn lau dầu mỡ như này, 80.000, 80 chiếc cho một bịch như này và giá thì sẽ là 25k nhá. Cái này của nó thì dòng này của nó thì nó rất là tiện ích này. Có tới 80 cái luôn nhá. 80 cái như này con này, 80 chiếc như này. Đấy, ví dụ như bàn bếp này, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet hoặc các cái khu vực nào mà bị bám bẩn, bám dầu mỡ trên tường dùng nó rất là tiện các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có sẵn xà bông cho bác luôn, sẵn xà bông và chất tẩy rửa rồi. Về nhà các bác chỉ cần là đưa vào là mình kỳ đi như này thì em là xong. Đấy, vệ sinh như này là cho em là xong nhá. Đây. Đấy, ví dụ như cái phần tường gạch men này nhà em nó đang bẩn này, các bác đưa vào mình lau này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, ở đây thì nó sẽ có sẵn xà bông rồi, nếu các bác lau bằng vải thường thì nó sẽ không sạch nhá. Đây. Đấy, những vết bám như này mà em lau cái là nó sạch luôn các bác này. Đấy. Lau cái sạch bóng luôn nhá. Đó, thì các bác cứ lau trực tiếp này cho em. Đấy, lau trực tiếp này trên bề mặt. Những cái vết bám nào mà bám lâu ấy, thì các bác cứ lau qua xong là các bác lau lại một lần nữa cho em là nó sẽ tẩy đi hết luôn. Đấy các bác theo. Đây. Đấy, sạch bóng luôn nhá. Thì nó rất là tiện để cho các bác sử dụng luôn. Lau dầu, lau mỡ, lau các vết bám bẩn này, vết bụi này trên các cái thiết bị này qua. Đấy, lau phát sạch luôn các bác thấy chưa? Đấy. Rất tiện ích nhá. Đây. Đây các bác này. Đấy. Nó sẽ hút bụi vào này và lau sạch luôn các bác. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. Rất sạch luôn nhá. Đấy, thì con này nói chung là rất là tiện ích. Đấy, nó có chất tẩy rửa tạo cho thiết bị đồ đoàn của mình nó bóng đẹp. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 25k thôi. Lên mã giúp cho em đó là khăn lau dầu mỡ nhá. Đấy. Khăn lau dầu mỡ, giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt của Hàn Quốc. Một bịch này của nó thì sẽ là 50.000 một bịch 10 chiếc nhá. Đấy, 50k. 50k trên một bịch 10 chiếc, còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 ba cái. Còn mua cả bịch thì sẽ là 50k trên 10 cái nhá. 50k 10 cái này. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng bông tự nhiên
thấm hút nước tốt và kích thước của nó là 30 x 50, một chiều ngang là 30 và chiều dài là 50. Đây. Các bác có thể dùng để mình rửa mặt này, hoặc là dùng để mình lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, vệ sinh. Rất là tuyệt vời luôn. Đấy, nhà các bác thi thoảng có khách có khứa thì các bác cứ phát cho mỗi người một chiếc, dùng nó tiện ích và nó sạch sẽ và nó cá nhân, nó không dùng chung đụng nó phức tạp. Giá thì chỉ có 20.000 cho 3 chiếc và mua cả bịch như này thì cả bịch này chỉ có 50.000 thôi. 50.000 cho 10 cái như này nhá. Đấy, một bịch này là 10 cái 50.000. Còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 3 cái. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo dán tôn nhá. Đấy, keo dán tôn thì các bác lên cho em là keo 10. Đấy, keo 10. Bây giờ bắt đầu vào mùa mưa rồi. Đấy, bản của nó là 10 sen nhá. 10 sen. Giá sẽ là 40k nhá. 40k cho một quận keo 10 như này. Các bác chuyên dùng để dán tôn này, dán lên tường này, hoặc các cái bề mặt khác đều ok hết nhá. Đấy, nó sẽ là dòng cao su non và giấy bạc nhá. Đây các bác này, đấy dán vào này lô keo này. Đấy các bác thấy chưa? Đó, dính rất là tốt nhá. Đây các bác nhá. Dùng rất là tiện luôn này các bác này. Đấy, đây ví dụ test luôn nhá, cái ống nước bị thủng nhá. Bóc ra này. Dán phát được luôn các bác thấy chưa? Đó. Đấy. Các bác có thể dán lên các bề mặt như là bê tông này, tôn này, hoặc là các cái bề mặt bị nứt nhá. Đấy, thấy chưa? Rất tiện ích luôn nhá. Các bác nào mà dùng mà trời bị mưa nồm như này, mưa rào như này thì các bác các cái mái tôn, mái ngói các bác dán hết vào cho em. Rất tiện ích luôn, giá chỉ có 40k thôi. Một quận bản là 10 sen và chiều dài khoảng 5 m rồi ok các bác. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Hôm nay thì một cái mã hàng rất là mới. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Bên shop về cho các bác một số cái mũ bảo hiểm hàng của thương hiệu Honda nhé. Đây, mũ bảo hiểm hàng của thương hiệu Honda. Hàng này thì nó sẽ là một cái hàng hàng bãi. Đấy, nhưng mà chưa qua sử dụng. Bên em thanh lý được hàng bãi chưa qua sử dụng cho nên là hàng nó còn rất là đẹp. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn nhé. Đấy, thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là 2 mẫu. Có 2 mẫu không nhá, có 2 mẫu. Và cái giá thì đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, đây nó sẽ có một cái mẫu là một mẫu là nó sẽ có là hai kính nhá. Đấy, gọi là hai mặt nạ. Đây, cái mẫu này thì nó sẽ có cho các bác là cái bảo vệ như này. Đây. Và cái này thì nó sẽ là có cái lớp kính như này con này, có cái lớp kính như này nhá. Đấy. Hàng này thì nó gọi là nó bị chảy xước nhẹ cái bên ngoài thôi. Đây, bên ngoài nó hơi bị chảy xước nhẹ như này. Hàng thì 100% là hàng của thương hiệu Honda nhá, hàng thương hiệu Honda, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Bên ngoài thì hơi bị chảy xước nhẹ. Đấy. Thì các bác lên cho em là mũ 2 kính và mũ 1 kính nhá. 2 kính thì nó sẽ có thêm cho các bác là một cái kính phụ đây. Đấy, gọi là một cái lưỡi chai phụ như này. Đấy. Đây, một cái lưỡi chai phụ như này các bác nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 230.000. 230.000 cho một cái con to lưỡi chai phụ như này nhá. Đấy, tức là con này nó có bảo vệ kính này, khi các bác gảy lên như này thì kính các bác để nó sẽ giảm cái độ chảy xước đi. Đấy, giảm độ chảy xước đi và các bác có thể kéo lên kéo xuống như này. Con này thì giá của nó sẽ là 230.000 nhá. 230.000 bên em sẽ bao ship. Đây em sẽ đội thử cho các bác xem. Đây. Đấy, đây nha, em đội cho các bác xem này. Đó. Đội vào thì nó rất là ôm luôn. Đấy, không dùng thì các bác đẩy lên như này. Đấy, vừa che nắng che mưa này. Còn khi nào dùng thì các bác kéo xuống cho em. Đấy, rất tuyệt vời luôn các bác theo. Đây. Đấy, rất là kín nhá. Đấy, dây riếc các bác đeo vào này. Đặc biệt là vừa chống ồn này, mùa đông các thứ các bác dùng thì rất là ấm áp, mùa hè thì chống ồn chống nắng rất là tốt này. Đấy, các bác thấy chưa? Rất hiện đại luôn nhá. Đấy. Thì nó có thể là đẩy lên đẩy xuống như vậy để khi tiện ích, đẩy lên đẩy xuống như vậy thì sử dụng rất là tiện ích nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật, thương hiệu Honda của Nhật đây. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Chất mũ thì rất là bền đẹp, chắc chắn và cứng cáp nhá. Đấy. Giá thì sẽ là 230.000 nhá. Đấy. Các bác lên cho em là mũ này thì nó sẽ có cho các bác là mũ 2 kính đi. Lên cho em là mũ 2 kính. Đấy, nó có một kính thôi nhưng mà nó có một kính thôi nhưng mà nó có cái bảo vệ kính này. Đấy thì em gọi nó sẽ là mũ 2 kính nhá, mũ 2 kính. Còn con này thì nó sẽ là dòng một kính này. Đây. Con này thì sẽ là dòng một kính. Con dòng một kính này thì cái giá của nó sẽ mềm hơn một chút. Đây, con này là con một kính này. Đấy. Con một kính thì nó chỉ có kính không thôi, còn con kia thì nó có thêm cái lớp bảo vệ nữa. Đấy. Còn chất lượng, chất liệu mũ các thứ thì đều là như nhau. Đấy, chất lượng như nhau, form mũ cũng như nhau. Hàng của thương hiệu Honda thì các bác biết rồi, rất là chất lượng luôn. Đấy, rất chất lượng luôn nhá, thương hiệu Honda này. Đấy, logo của hãng này. Và giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là mũ một kính nhá. Con này thì là một kính, con một kính này sẽ là 200.000. 200.000 cho con một kính như này. Đấy, đây em cũng đeo thử cho các bác xem luôn. Rất chất lượng không nhá.
giá thì khá là hợp, giá sẽ là 200.000. Đấy, con này thì mình độ thì nó sẽ gọn hơn con kia một chút. Đấy, kính thì nó cũng kéo lên kéo xuống như này thôi, rất là ôm đầu vừa vặn luôn nhá. Đấy, nó sẽ có một cho các bác một cái lớp mút như này, thì là đầu to đầu nhỏ, đầu to đầu nhỏ đều vừa hết và vừa với form đầu của người Việt Nam mình thôi nhá, vừa với form đầu của người Việt Nam mình. Đấy, đây các bác này, đó, các bạn thấy không? Đây. Đấy, thì các bác đội tham gia giao thông thì cực kỳ là an toàn luôn. Đấy, riêng một cái mũ của hãng như này mua bình thường giá của nó cũng phải là 500-700 nghìn một chiếc nhá, 500-700 nghìn trong chiếc mũ như này. Đấy, bên dưới này thì có một cái lớp lót da này, đấy rất là đẹp luôn nhá. Nếu các bác mua một cái mũ bình thường cũng phải 500-700 nghìn nhá. Đấy, đây thì nó sẽ là hàng bãi chưa qua sử dụng và nó có cái hiện tượng là hơi bị xước nhẹ một chút thôi, nhưng không có về vấn đề gì cả nhá. Đấy, hàng bãi thì không thể tránh khỏi được các bác nhá. Đấy, bên em thanh lý được cho nên giá rất là tốt. Và bên trong của nó thì lớp những cái lớp mút của nó rất chắc chắn luôn, kính kiếc rất chắc chắn luôn nhá. Đấy, các bác lên cho em là mũ một kính nhá. Mũ một kính này sẽ là 200.000. 200.000. Còn cái con mũ hai kính này thì có một cái kính đen để bảo vệ và một kính thường như này. Đó. Thì con này sẽ là 230.000 nhá, 230.000. Đó, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy, giá thì cực kỳ là tốt và ưu đãi cho các bác luôn. Giá rất tốt, ưu đãi cho các bác luôn. Chất mũ thì khỏi phải bàn rồi. Màu thì màu đen rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mũ lưới nhá. Đấy, mũ lưới. Con này thì nó sẽ là một cái dòng mũ của quân đội Mỹ nhá, quân đội Mỹ. Dòng này thì khỏi phải bàn rồi các bác. Dòng này thì khỏi phải bàn rồi các bác. Test cho các bác xem này. Đấy. Đây. Đấy, gõ xuống đất này là các bác biết rồi. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Một con mũ lưới như này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một con mũ lưới như này, 150.000 nhá. Đấy, con này thì dùng rất là tiện ích này. Đây, các bác chỉ cần là đeo cái lưới này vào xem này, đeo cái lưới này. Đấy. Thì cái lưới này vừa các bác dùng để trang trí này, vừa là để co. Đấy, để co trang trí, hoặc các bác không thích dùng lưới thì các bác bỏ lưới ra. Các bác nào thích dùng lưới thì dùng. Đấy. Ở dưới này thì nó sẽ có cho các bác một cái hệ thống dây dù lót như này để tránh đội mình chạm đầu vào trong cái lớp này thì nó sẽ bị nóng nhá, bị nóng. Đó. Giá sẽ là 150.000. Lên mã giúp cho em là mũ lưới nhá, mũ lưới 150.000 cho một em mũ lưới như này. Đó, thì các bác có thể là lấy cái loại nào thì lấy. Con này thì cũng rất là hay nhá. Đây em sẽ đội thử cho các bác xem. Rất là ngon lành luôn. Đội thì rất là vừa vặn và ôm đầu quá nhá. Đây. Con này thì các bác lên cho em là mũ lưới này, giá sẽ là 150.000. Đấy các bác thấy không? Đây. Đội vào thì rất là vừa vặn luôn, rất vừa vặn, rất đẹp, rất xinh luôn. Đó. 150.000 cho cái em mũ lưới này các bác nhá. 150.000 thôi. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Thì các bác có thể là lấy con nào thì tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì bên em về được một cái mẫu nồi rất là đẹp. Và cái giá thì nó sẽ là giá thanh lý có một bộ thôi. Một bộ nhưng mà hàng rất chất lượng các bác. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Bộ này thì có một bộ thôi và bán giá thanh lý, cho nên là bác nào chuyển khoản hết thì bên em mới bán. Chứ còn không bán qua hình thức cọc. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật rất là chất lượng các bác này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là một con nồi lạch như này. Một con nồi quay lạch như này. Đấy, chất liệu của nó thì khỏi phải bàn rồi. Đấy, chất liệu khỏi phải bàn rồi các bạn, rất đẹp luôn các bạn. Một con nồi quay lạch con này thì đường kính của nó vào khoảng là gần 20 cm nhá. Đấy, gần 20 cm này. Tiếp theo là đến một con nồi to này. Một con nồi to. Con này thì đường kính của nó vào khoảng đâu đó vào khoảng là 20 mấy cm đấy. Đấy, 24 cm gì đấy các bạn nhá. Đấy. Rất đẹp các bạn, hàng rất chất lượng. Các bác có thể đun bếp từ bếp ga, bếp hồng ngoại, các loại bếp đều được hết nhá. Đó. Toàn bộ là có tráng đá chống dính hết nhá. Có tráng đá chống dính hết. Đấy, tiếp theo là một cái chảo nữa. Đây, một con chảo như này. Con chảo này thì đường kính khoảng 28 cm các bạn. Đấy, đều tráng đá chống dính hết, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đó. Thì cái này em chỉ có một bộ thôi. Đấy, có một bộ duy nhất thôi các bác nhá. Một bộ duy nhất thôi. Và bác nào chuyển khoản hết thì bên em sẽ bán. Combo cho bác bao gồm là một cái nồi lạch này, một cái chảo khoảng 28 cm này. Và một cái nồi như này nhá, một cái nồi như này. Đó. Thì combo của nó là 3 món nhá, 3 món. Giá thì bên shop trân trọng thanh lý gửi tới các bác, giá chỉ có 500.000 thôi nhá. 500.000 cho một cái bộ 3 món như này. Và giá này thì bên em bao ship, yêu cầu các bác là phải chuyển khoản hết thì bên em mới bán nhá. Đấy. Bình thường nếu một cái chảo như này mua đã phải 500-700.000 rồi. 500-700.000 cho một cái chảo như này rồi. Hàng cực kỳ chất lượng các bác, đẹp, mới, sáng bóng nhá. Đó, một cái nồi này. Con nồi này rất là dày luôn. Con nồi này thì đường kính khoảng 24 cm, nồi siêu dày luôn các bạn. Đấy. Nồi siêu dày, tất cả đều là hàng tráng đá chống dính hết. Đấy, rất dày dẫn các bạn. Kính cường lực, tráng đá chống dính, vung quai các thứ. Đây, này vung quai các thứ này
làm bằng gỗ này, gỗ chống chống nóng rất là tốt luôn đó. Thì các bác lên cho em là bộ nồi trắng nhá, bộ nồi trắng có một bộ duy nhất thôi, 500.000 bao ship. Đấy các bác chuyển khoản hết thì bên em mới đi đơn luôn nhá. Đấy thì nói chung nó chỉ có một bộ thôi, cho nên là em cũng bán nhanh thôi. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái mẫu sáp ô tô nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là sáp ô tô đây. Đấy thì cái sáp ô tô này thì bên em về cái mẫu mới, cái mẫu cũ thì hết mất rồi, đợt này về cho các bác một cái mẫu mới, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy và cái giá thì cũng rất hợp lý thôi, chỉ có 40k cho một cái hộp sáp ô tô này thôi, 40.000 cho một hộp nhá. Đấy đây các bác này, đó hương của nó thì rất là nhiều hương khác nhau và rất là thơm luôn. Đây các bác chỉ cần xoáy cái nắp này ra này, lột cho em cái tem niêm phong này ra là xong. Đấy lột tem niêm phong này ra đó, nó là cái dòng sáp khô mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Các bác có thể để trên ô tô này, đây đấy, các bác nhìn bên trong nó chưa đó, các bác có thể để trên ô tô này hoặc là để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là sáp ô tô, giá sẽ là 40k nhá, 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này. Lên mã giúp cho em là sáp ô tô này, sáp ô tô giá sẽ là 40k cho một lọ nhá, 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này, hương hoa rất là thơm luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đây các bác lên mã giúp cho em đó là cái này là cái gì đấy, cái tên nó là gì, các bác lên cho em là bình ba nhá, 80.000 cho một cái bộ bình ba như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bình, cái bình này thì dung tích của nó vào khoảng là 500 ml nhá, 700 ml các bạn. Đấy và có nắp như này, có nắp này rất là tiện này. Đấy các bác có thể xoáy ra trực tiếp này, đó inox 304. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có ba cái cốc luôn. Thì các bác có thể dùng để mình mang đi học, đi chơi, đi làm này. Đấy giữ nóng, giữ lạnh cho các bác rất là ok luôn. Đấy, rất là đẹp. Thì có cốc như này các bác có thể dùng để mang đi mình uống nước trực tiếp này. Đấy nó sẽ có cho các bác là tổng là ba cái cốc nhá, ba cốc, vừa là cốc vừa là nắp được luôn, rất là tiện đó. Lên mã giúp cho em đó là bình ba nhá, giá sẽ là 80k cho một cái bộ bình ba như này. Bộ này thì các bác có thể dùng để mình làm quà tặng hoặc là mang đi học, đi chơi, đi làm đều ok hết nhá. Lên cho em là bình ba, giá sẽ là 80k nhá, 80k cho cái bộ bình ba như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bình voi nhá. Đây một con bình voi như này các bác này. Đấy một con bình voi như này, con này thì rất tiện ích luôn. Đây, đấy. Hàng thì của nó sẽ là inox 316 nhá, inox 316. Đấy, dung tích của nó thì nó sẽ vào khoảng là 1 lít 2 đến 1 lít 3 nhá. Đấy, hàng về theo lô, có lô lít 2, có lô lít 3. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác là cái hệ thống nắp tự đẩy nhá. Về nhà các bác lắp cái phần cao su non này vào cho em này. Đấy, phần cao su non. Và đây là cái phần quai. Các bác lắp vào hai đầu cho em. Đó. Sau đó thì mình cho vào, cho cái phần cao su non xuống dưới. Sau đó thì mình xoáy nắp vào đây. Đó. Xoáy nắp vào đây cho em là xong. Đấy, xoáy nắp vào nhá. Khi các bác dùng thì mình chỉ bật này là cái ống hút nó lên là các bác có thể hút trực tiếp này. Đấy, không dùng nữa mình lại đậy vào khóa vào. Đó. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn chắc chắn cho các em nó mang nước đi học, đi làm. Đấy, đều ok hết nhá. Inox 304, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình voi, giá sẽ là 160k nhá. Đấy, lên cho em là bình voi này. Bình voi 160.000 cho một em bình voi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái củ sạc đa năng nhá, củ sạc đa năng. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng củ sạc cực kỳ tiện dụng luôn. Đó. Một cái dòng củ sạc cực kỳ tiện dụng như này. Giá sẽ là 80.000, hàng của thương hiệu iPhone. Dây thì dài khoảng gần 1 mét này, có hai đầu Type-C và hai đầu USB. Các bác về các bác cắm dây vào là mình sử dụng thôi, rất tiện ích luôn. Củ sạc đa năng giá sẽ là 80.000. Ngoài ra thì bên shop có cái củ sạc nhanh của iPhone này. Đấy con này thì chuyên dùng cho điện thoại iPhone, sạc nhanh sẽ bao gồm cho các bác là một cáp dây và một củ như này. Củ này thì của nó rất là nặng luôn nhá, công suất là 20W nhá. Đấy, con này chuyên dùng cho điện thoại iPhone, bác nào có iPhone thì bắt buộc phải dùng cái này và mua dùng thì nó rất là tiện. Giá thì rất hạt rẻ. Bên em thanh lý được giá chỉ có 60k thôi. Lên cho em là dây sạc nhanh nhá. Dây sạc nhanh giá sẽ là 60.000, hàng của thương hiệu iPhone nhá. Hàng của thương hiệu iPhone. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là tẩy xanh. Con này thì các bác chuyên dùng để tẩy xoong nồi, tẩy vành bánh xe ô tô, đấy, vỏ ô tô, đấy để nó tạo độ sáng bóng, độ đẹp nhá. Lên cho em là tẩy xanh giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một hộp tẩy xanh như này. Đây các bác này, đấy các bác đưa ra mình tẩy vào xoong nồi này rồi các cái đồ nhà bếp. Đó, sáng bóng đẹp luôn các bác nhá. Đó,
rất tiện ích cho các bác sử dụng. Giá này chỉ có 25.000 thôi, 25.000 cho một cái hộp tẩy xanh như này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái keo vá tường nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng keo chuyên dụng. Đấy, nó sẽ là dòng màu trắng sánh sánh mịn mịn như này. Thì các cái phần tường bị nứt, bị thấm ruột hoặc là bị co ngót hoặc là bị hở đấy, thì các bác về các bác trà lên cho em. Sau đó thì mình vuốt nó phẳng đi là xong. Đó. Giá thì sẽ là 40k cho một cái hộp mà keo vá tường như này. Đây, ví dụ như là các cái vết nứt, các cái vết bong chốc, các bác về các bác chỉ cần vá vào này cho em xong rồi. Đấy, vá vào như này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Nó sẽ là dòng keo và nó sẽ khô từ từ nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn đấy các bác theo. Đấy, nó vá này xoát nó kín vào luôn và sạch đẹp luôn. Lên cho em là keo vá tường nhá. Giá sẽ là 40k cho một hộp keo vá tường như này, 40k cho một lọ keo vá tường như này. Đây các bác này, các cái phần tường mà bị bong chốc thấm rột này, đó, các bác bôi vào cho em. Sau đó thì mình gạt đi là xong. Kể cả những cái phần mà trẻ em nó tô vẽ nhá. Đó. Rất là tiện ích các bạn, dùng thì đa di năng mà hiệu quả, nhanh gọn, sạch sẽ. Các bác không cần phải tốn thời gian pha chế các kiểu nhá, rất tiện ích luôn. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô bếp từ này. Đấy, bếp từ, hàng của thương hiệu Panasonic nhá, hàng thương hiệu Panasonic. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng Panasonic. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bếp và có tặng kèm các bác một cái nồi nhá. Đấy, có tặng kèm một cái nồi để đun, nhưng mà cái nồi này thì nó sẽ là nồi tặng kèm, cho nên là khi các bác nhận được hàng thì nó có dấu hiệu là bị móp hoặc là bị cong vênh thì các bác thông cảm thôi. Cái này là em không có bán nhá. Cái nồi này em nói thẳng luôn, nó là nồi tặng kèm. Đó là nồi em tặng thôi. Cái nồi này là em tặng thôi nhá. Tính cường lực như này thì các bác dùng để mình đun nấu thoải mái này. Nồi này khoảng 25 cm. Lên cho em là bếp từ nhá. Bếp từ này, bếp từ Panasonic này. Con này thì giá sẽ là 390.000 bao ship. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Mặt của nó sẽ là mặt kính cường lực này, mặt kính cường lực, hàng của thương hiệu Panasonic này. Đó, Panasonic. Cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, về nhà thì các bác chỉ việc cắm vào là sử dụng thôi. Con này thì cái phần dây của nó đều là bằng đồng hết này, đồng đỏ au luôn nhá, đồng đỏ au luôn. Rất ngon lành cho bác luôn, hàng thương hiệu Panasonic. Đấy, rất dễ sử dụng thôi, các bác chỉ cần đặt lên này là mình đun nấu thôi nhá. Lên cho em là bếp từ Panasonic nhá. Giá sẽ là 390.000. 390.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán. Công suất của nó là 2200W nhá. 2200W đây. Đấy. 2200W này sử dụng điện của nó là điện 220V nhá. Đấy, một chiều là 315 và một chiều là 390 nhá. Đấy. Thì cái chiều dài này của nó sẽ là 390, tức là gần 40 cm, và chiều rộng này của nó là 3m15 và chiều cao của nó là vào đi là đi. Chiều cao của nó sẽ là đây, tầm khoảng là 10 cm nhá, chiều cao khoảng 10 cm. Hàng của thương hiệu Panasonic này, nó rất ngon lành cho bác luôn. Giá cực kỳ ưu đãi, chỉ có cho các bác là 390.000 thôi, 390.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một sản phẩm đó là cái quạt xanh nhá. Cái quạt xanh, lên mã riêng là quạt xanh, giá thì chỉ có 55.000 thôi. Con này chạm bằng pin. Các bác mua về để mùa hè nóng nực mà đề phòng là mất điện thì các bác dùng con này cho em rất là tiện ích nhá. Có thể để trên bàn này để mình dùng ở bàn làm việc này hoặc là để đâu cũng được. Đấy, số của nó đây, công tắc đây các bác này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là 2-3 số gì đấy thì tùy chỉnh các bác nhá. Đó. Cũng rất là mát luôn và có thể rút lên cao như này. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 40 cm và các bác có thể là gập lên gập xuống hoặc để như này cũng được này. Đấy, để ngửa này cũng được này, hoặc là tùy theo tùy chỉnh các bác nhá. Đấy. Giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Về nhà các bác cắm sạc qua đây nhá, cắm sạc qua đây cho em. Đấy. Quạt thì rất là mát. Đấy, thời gian chạy thì từ 3 đến 5 tiếng tùy theo các bác sạc nhá. Đó, giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là quạt xanh nhá, quạt xanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con quạt xanh như này, giá của nó chỉ có cho các bác là một con quạt xanh như này. Giá của nó sẽ là 55.000 nhá. Lên cho em là quạt xanh này. Giá sẽ là 55k cho một cái quạt xanh như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là kéo thủ công nhá. Con này thì các bác dùng đa di năng luôn, dùng trong nhà bếp này. Đấy, dùng trong nhà bếp hoặc là các bác dùng ở đâu được, nó rất là tiện ích. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 một chiếc và 100.000 cho 4 cái này. Đấy thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là kéo thủ công nhá, kéo thủ công. Con này thì bên em bán nó sẽ là giá sẽ là 25.000 một chiếc. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo thủ công này. Kéo thủ công nhá. Đó. Kéo thủ công. Giá của nó sẽ là 25k trên một cái nhá. Và bác nào mà
Các bác lên cho em là kéo thủ công nhá. Đấy, con này thì các bác có thể dùng trong nhà bếp này, hoặc là dùng cắt giấy này. Đấy, dùng thủ công làm thợ làm nghề này, khui bia này, mở nắp chai này, kẹp cua ghẹ đều ok hết. Đấy, và ở đây nó sẽ có phần lót cao su như này. Đó, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng, thép không gì này. Lên cho em là kéo thủ công. Con này thì bên shop đang bán là 25.000 một chiếc, và các bác mua từ 5 chiếc thì sẽ là bằng 100k nhá. Đấy. 100.000 cho 5 cái luôn. Đấy, 5 cái nhá. Đấy. Mua sẽ là 5 cái là 100.000, 5 cái là sẽ là 100k. 100.000 5 cái, còn các bác mua lẻ thì sẽ là 25.000 một cái nhá, 25.000 một cái. Lên cho em là kéo thủ công này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo bếp vàng này. Đấy, kéo bếp vàng. Con này thì các bác lên cho em là kéo bếp vàng nhá. Con này thì nó sẽ to hơn một chút. Đấy. Nó sẽ to hơn một chút như này. Đấy, to hơn một chút như này các bác này. Đấy, to hơn một chút và chắc chắn hơn. Thì con này cũng là hàng của Nhật, thép SK5 đây. Con này thì sẽ là 30.000 một chiếc. Đấy, 30.000 một chiếc và 100.000 cho 4 cái. 100.000 cho 4 cái. Cái này thì sẽ rẻ đắt hơn một chút nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo bếp vàng này. Kéo bếp vàng nhá. Kéo bếp vàng. Kéo bếp vàng. Giá của nó sẽ là 30k. 30.000 nhá. 30k trên một cái nhá. Và mua 4 cái thì sẽ là bằng 100.000 nhá. 100.000 4 cái luôn. 100.000 cho 4 cái này các bác này. 100.000 cho 4 cái này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng cao cấp hơn một chút, thì nó sẽ là cái con kéo khui bia đây, kéo khui bia. Ở đây thì nó có chức năng là khui bia đây này. Đấy, có cái phần này để khui bia này. Đấy. Thứ nhất là khui bia này, thứ hai là cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn này. Đấy, thứ ba là kẹp cua ghẹ này, mở nắp chai này, rồi đánh vẩy cá này. Con này thì hàng đa di năng luôn. Đa di năng và dày dẫn hơn rất là nhiều. Dày dẫn hơn rất là nhiều cho nên là giá nó sẽ cao hơn một chút. Con này thì giá của nó sẽ là 75.000 một chiếc nhá. 75.000 một chiếc. Đấy, con này thì cắt cực kỳ là ngon luôn. Đây con này. Đấy. Cắt rất là ngon luôn. Các bác cắt gà, cắt cá, cắt nem. Đây. Những cái dây bóng mỏng như này mà em còn cắt được các bác này. Đấy, dây bóng mỏng này còn cắt được các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. Rất là ngon luôn nhá. Đấy. Cắt những cái dây bóng mỏng như này mà nó còn cắt đứt, tức là nó rất là bén luôn các bác nhá. Rất là bén luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Rất bén luôn. Đó. Thì con này thì lên cho em là kéo khui bia nhá. Có cái phần đầu khui bia như này. Lên cho em là kéo khui bia. Giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k. Kéo khui bia. Kéo khui bia nhá. Đấy, kéo khui bia. Giá của nó sẽ là 70k nhá. 70.000 cho con kéo khui bia như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hũ gia vị nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ ba hũ gia vị, giá sẽ là 65.000. 65.000 cho một bộ ba hũ gia vị như này. Đấy, nó sẽ có màu xám, màu xanh và màu hồng như này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ ba hũ gia vị nhá. Giá thì chỉ có 65k thôi. 65.000 cho một cái bộ ba hũ gia vị như này, rất là ngon này, mở nắp ra này. Mở nắp ra có xìa cho các bác luôn nhá, có xìa như này. Hàng bằng nhựa nguyên sinh nhá, bằng nhựa nguyên sinh cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Có thìa này nhá, có sẵn thìa như này. Đấy. 65.000 cho ba cái hũ gia vị như này các bác, rất là ngon. Các bác dùng thì rất là tiện, mình chỉ cần lấy tay mình hất lên như này là xong, không cần phải dùng hai tay nhá, chỉ cần một tay thôi, hất lên này là xong. Đấy. Lên cho em là bộ ba hũ gia vị nhá. Bộ ba hũ gia vị to đẹp như này. Hàng này hàng to nhá, hàng to. Đấy, hàng này của nó thì phải khoảng 250ml. 250ml nhá. Đấy, nhựa nguyên sinh các bác này. Đấy, nhựa này là nhựa chuẩn cho các bác luôn nhá, nhựa nguyên sinh, nhựa chuẩn luôn. Đó, dùng thì cực kỳ an toàn, có khay để như này. Đó. Lên mã giúp cho em là bộ ba hũ gia vị nhá. Bộ ba hũ gia vị, giá sẽ là 65.000, 65k cho bộ ba hũ gia vị như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái móc dán tường nhá, 8.000 trên một cái và 20.000 ba cái nhá, 20.000 ba cái, còn bán lẻ sẽ là 8.000 một cái. Và mua từ 3 cái trở lên thì giá của nó sẽ là 20.000. Đấy. Về nhà thì các bác bóc ra, bóc ra sau đó thì mình dán trực tiếp lên cửa này, lên tường này, hoặc là lên các cái phần bề mặt để các bác dùng để làm mình làm móc treo, nó rất là tiện. Các bác có thể treo đồ, treo đoàn, nói chung là đa di năng luôn. Hàng này của nó thì nó treo được tới 25kg luôn nhá. Tới 25kg luôn. Đấy. Đây. Treo của nó là tới 15kg các, 15kg. Và các bác dán xong thì để cho em trong vòng 24 giờ thì mình hãy treo đồ nhá, để cho cái keo nó ăn với các hợp chất nhá. Đấy, keo nó ăn với hợp chất. Đấy, thì con này thì các bác bóc ra dán để cho em trong vòng 24 giờ thì mình hãy treo đồ lên để cho cái keo nó ăn. Đấy, quai của nó bằng inox như này thì các bác có thể dùng để mình để trong nhà bếp này, trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này, hoặc là dán lên tường, nhưng mà tường sơn là sơn ngon nhá. Đấy, còn các cái tường mà không có bề mặt dính thì không được đâu các bác nhá. Lên cho em là móc dán tường 8.000 một cái và 20.000 cho 3 cái. 20.000 cho 3 cái móc dán tường như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là thớt tre nhá. Thớt tre giá sẽ là 70.000. Đấy, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thớt tre như này dùng cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Kích thước của nó đây. Đấy, kích thước của nó thì một chiều của nó sẽ là 30 và một chiều này của nó sẽ là
24 nhá. Đấy, một chiều 30 gì đấy, một chiều 30, chiều 24. Đây em sẽ đo chính xác cho các bác. Giá thì chỉ có cho các bác là 70k thôi. 70.000 cho một con thớt tre như này. Con này thì rất tiện dụng luôn đấy các bạn. Đấy. Chiều này của nó là đi 33, một chiều 33 và một chiều 24. Đấy, chiều 33 và chiều 24 nhá. Đấy, một chiều 33 và chiều 24. Hàng này thì rất là to các bạn. Đấy, dùng thì cực kỳ là đã luôn. Các bác có thể dùng để thái rau, thái dợ, thái thịt, thái đồ ăn sống, đồ ăn chín thì rất là ok nhá. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là thớt tre này. Đấy, thớt tre rất là đẹp luôn. Giá của nó sẽ là 70.000 cho cái thớt tre như này. 70.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ lục giác. Lục giác 7 màu nhá, lục giác 7 màu. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho một cái bộ lục giác 7 màu như này thôi. 90k cho một bộ lục giác 7 màu nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 9 cây tất cả. 1 2 3 4 5 2 4 6 63 là 9, 9 cây như này. Đấy, bộ lục giác 7 màu như này rất là tiện cho các bác sử dụng. Hàng thì cực kỳ chất lượng, giá thì có 90k thôi. Các bác mà ra cửa hàng mà mua nó sẽ bán cho các bác khoảng 120 đến 150 nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật mà giá thì chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lục giác 7 màu, giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái cây sâm thịt nhá. Đây đây, nó sẽ là một cái cây sâm thịt như này. Thì con này nó giúp rất là tiện này. Các bác dùng để mình sâm thịt này, chế biến thịt này. Đấy, mình cái sâm như này là nó sẽ có lỗ đây này. Đấy, có lỗ ở đây thì các bác dùng để mình chế biến tẩm ướp gia vị và rất là ngon luôn. Đấy, sâm lên các phần bì, phần thịt của nó này. Giá sẽ là 25k nhé. 25.000 cho một cây sâm thịt như này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là cây sâm thịt. Giá sẽ là 25k cho một cái cây sâm thịt như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước kẹp gem bằng cơ nhá. Thước kẹp gem bằng cơ như này. Đấy, đây nó sẽ là một con thước kẹp gem như này. Và đây thì nó điều chỉnh bằng cơ, hàng của Nhật. Giá sẽ là 150.000 cho thước kẹp gem bằng cơ như này. Đấy, chất liệu của nó là thép không gỉ, có thể đo mặt trong, đo mặt ngoài và đo chiều sâu. Đấy, con này thì nói chung là các tính ứng dụng thì các bác biết rồi. Đó, và hàng của Nhật độ chính xác cực kỳ là cao luôn. Đây, Japan các bác này. Đó. Giá sẽ là 150.000 nhá. Lên cho em là thước kẹp gem cơ này. Giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái khóa chống khóa phanh đĩa nhá, khóa phanh đĩa. Đó. Con này thì đợt này về cho bác giá cực tốt luôn. Giá sẽ là 40 cành cho một con khóa phanh đĩa như này. Con này thì rất là tiện này. Đấy, các bác chỉ cần là sập vào cái phần phanh đĩa của mình là xong. Đấy. Và chìa của nó rất là nhỏ gọn, các bác có thể đeo vào chìa khóa của mình hoặc chùm của mình hoặc bỏ trên ba lô cũng rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em là khóa phanh đĩa. Giá sẽ là 40k nhé. 40k cho một cái bộ khóa phanh đĩa như này. Đấy, bác nào có xe máy thì nên sử dụng cái này. Xe máy, xe đạp điện rất là an toàn luôn. Khóa phanh đĩa nhá. Khóa phanh đĩa này. Khóa phanh đĩa. Giá sẽ là 40k thôi. 40.000 cho cái bộ khóa phanh đĩa như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu, giá sẽ là 70.000. Bắt đầu vào mùa nắng nóng rồi, các bác dùng cái này cho em rất là tiện này. Đấy, vào mùa nắng nóng thì hàng này sẽ là hàng thương hiệu Willing của Đức. Về nhà các bác bóc cái giấy bóng này ra. Đấy, vệ sinh sạch sẽ đi, sau đó thì bỏ vào ngăn đông cho em. Khi nào mình cần uống nước ngọt, uống rượu bia thì các bác cho vào cho em. Đấy, khi mình uống thì nó giữ được độ tinh khiết này, vừa giữ được độ tinh khiết này, vừa là làm lạnh tốt này, và giá rất hợp lý nhá. 70k cho một cái hộp đá vĩnh cửu như này, bao gồm là 6 viên. Đấy, 6 viên dùng thoải mái luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các mã hàng bên em lại tiếp tục về. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhân hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sách nói nhá. Đấy. Sách quý song ngữ dành cho trẻ em. Cái này thì nó sẽ có cho các bác là cả tiếng Việt cả tiếng Anh luôn. Giá thì bên em đang bán là 100. Đợt này em còn một ít nữa. Đấy, thanh lý nốt cho các bác cái giá chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là sách nói nhá. Giá sẽ là 80.000. Cái này bên em bán là không có kèm pin đâu. Về nhà các bác tự mua pin các bác lắp vào thôi. Giá này thì giá này là giá rất là mềm rồi, cho nên là không có kèm pin. Và các bác lắp pin thì nhớ là lắp đúng chiều cho em, để tránh cái việc là khi các bác lắp vào nó sẽ không nhận nhá. Thì lắp đúng chiều pin cho em là ok thôi. Đó. Cái này bên em bán thì lưu ý các bác là không kèm pin nhá. Bán là không có pin đâu. Về nhà các bác tự mua pin thôi. Đấy, các bác lắp pin vào cho em này. Sau đó thì mình bật lên này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có hai phím, một là cái phím nguồn của cả quyển, là nó sẽ là cái phím màu vàng như này. Đấy. Cái phím vàng này là cái phím nguồn của quyển này, còn cái phím màu xanh này là phím của trang này. Thì các bác dùng trang nào nhấn trang đấy này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy. Nó sẽ có cho các bác là rất nhiều chủ đề khác nhau nhá. Rất nhiều chủ đề khác nhau. Và có cho các bác là cả tiếng Việt cả tiếng Anh luôn. Đấy. Con ông bác cha.
Đấy, tiếng Anh này. Tiếng Anh. Father. Đấy. Mother. Uncle. Đấy, chuyển sang tiếng Việt nhá. Tiếng Việt. Cha. Đấy. Bác có sĩ. Có cả âm nhạc này. Câu hỏi này. Có đọc truyện này. Ngày xưa có một cô gái xinh đẹp, nhưng phải cái lười biếng và cầu thả. Khi phải kéo sợi thì cô làm thật miễn cưỡng. Đấy, hẹn gặp lại. Đấy, lên mai giúp cho em, đó là sách nói nhá, đang bán 100. Đợt này thanh lý cho bác, giá chỉ còn là sách nói này, 100k này. Giá chỉ còn 80k thôi nhá, 80.000 cho quyển sách nói như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái lọ thuốc diệt kiến dán này. Đấy, con này thì các bác dùng để mình diệt kiến, diệt dán, rồi côn trùng cho em, nhưng mà đặc biệt là siêu diệt kiến dán nhá, siêu diệt kiến dán. Cái này thì bên em đang bán là 10.000 một lọ, nhưng mà đợt này thì bên em sẽ bán cho các bác là combo nhá. Combo cho các bác sẽ là 20.000 cho 3 lọ như này. Đấy, bên em sẽ bán là 20.000 3 lọ như này nhá. Đó. 20.000 cho 3 lọ như này các bác này. Đấy. Đấy, em sẽ bán là combo là 20.000 3 lọ, em không bán lẻ nữa. Còn các bác nào mua lẻ thì vẫn là 10.000 đi. Còn lại là em sẽ bán theo combo là 20.000 cho 3 lọ như này nhá. Đấy, con này thì chuyên trị diệt kiến diệt dán rất là tốt luôn. 10.000 cho một lọ và mua từ 3 lọ thì giá sẽ là 20.000. Đấy, chuyên trị kiến dán này. Các bác cứ nhỏ vào những cái đường đi của nó nhá, và những khu vực mà nó trú ẩn. Đấy, nhỏ từ 5-7 giọt này là nó sẽ bị tiêu diệt luôn. Đấy, nó công ra và chết cả đàn luôn. Ngoài ra thì bên shop có cái hộp thuốc dán này. Hộp thuốc dán đây, nó sẽ là dạng viên như này các bác này. Dạng viên như này. Một hộp này của nó sẽ là 12 viên. Thì hàng này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, Made in Japan này. Made in Japan này. Về nhà thì các bác có thể để vào trong các cái tủ quần áo này, rồi tủ bếp này. Nói chung là đa di năng các bác để vào đâu cũng được. Đấy, thì con kiến con dán nó sẽ con dán nó sẽ ngửi thấy cái mùi thuốc này là nó sẽ nó sẽ tự chết nhá, tự chết này. Thì con này thì phần bán của nó là số 1 của Nhật Bản luôn, số 1 của Nhật Bản nhá. Và chức năng của nó thì diệt dán con này, dán trứng dán này, dán mẹ này, rồi tổ dán này. Đấy, đa di năng luôn nhá. Lên cho em là hộp thuốc dán nhá. Hộp thuốc dán. Hộp thuốc dán, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một cái hộp thuốc dán như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm, đó là cái ấm siêu tốc của Hàn Quốc nhá, hàng thương hiệu Fukku. Giá thì ấm siêu tốc Hàn Quốc, hàng thương hiệu Fukku nhá. Thì các bác lên mã giúp cho em, đó là phích đun sôi nhá, phích đun sôi. Giá sẽ là 180.000, dung tích của nó là 3 lít cả vỏ. Dung tích của nó là 3 lít cả vỏ. Cầm cho anh cả cái ấm hàn đây. Dung tích ấm hàn 3 lít cả vỏ, các bác chỉ cần đặt vào này cho em. Đó, sau đó thì mình cho nước vào cho em là xong. Đây. Lên mã giúp cho em, đó là phích đun sôi nhá. Con này thì rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, đây các bác này. Inox 304 hết nhá. Đấy, bên ngoài thì cũng là bằng bằng inox, đấy, bằng thép, còn bên trong là inox 304, sáng bóng đẹp. Nắp xoáy có khoai này, giữ nhiệt tốt này. Nhiệt độ lúc nào nó cũng vào khoảng là 90 độ C. Và các bác cứ để bên trong cho em. Đấy, khi nào mà mình cần rót thì mình ấn cái nắp này cho em. Đấy, các bác cứ để đây sôi nó tự ngắt, sôi tự ngắt. Còn các bác không thích nữa thì mình bỏ hẳn ra. Bên mã giúp cho em đó là ấm phích đun sôi nhá, phích đun sôi. Giá sẽ là 180.000. Đó, phích đun sôi này. Phích đun sôi 180k là con phích đun sôi nhá. Đấy, ngoài ra thì bên shop về cho các bác là sản phẩm, đó là cái ấm siêu tốc của Hàn Quốc nhá. Đây. Ấm siêu tốc của Hàn Quốc, con này thì cũng là hàng của thương hiệu Fukku. Và con này thì ấm siêu tốc, còn con vừa nãy thì em gọi nó là phích đun sôi nhá. Con này thì giá bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. 130.000 cho một con ấm như này. Đấy, 130k. Đấy, hàng thì bên em đóng gói gửi đi cho các bác là nó sẽ nguyên đai nguyên kiện như này. Đó. Nguyên đai nguyên kiện như này cho các bác sử dụng nhá. Đó. Và rất là tiện ích luôn. Đó. Và 130.000 cho một con 130.000 cho một con ấm như này các bác này. Đấy, 130k. Hàng cực kỳ chất lượng này, phục vụ các bác luôn. Đấy. Đấy, đế của nó đây các bác này. Công suất của nó sẽ là 1.500W, 2,5 lít. Đây. Đấy, 2,5 lít điện 220V. Đây các bác này. Rất là ngon luôn. Bên ngoài thì bằng nhựa, bên trong thì bằng inox 304, sáng bóng đẹp các bạn này. Đó, thấy chưa? Dung tích 2,5 lít, tha hồ thoải mái sử dụng luôn, công tác ở đây. Giá chỉ có 130.000 thôi. Ấm siêu tốc Fukku của Hàn Quốc nhá. Đó. Lên cho em là ấm siêu tốc Hàn nhá. Đấy, ấm siêu tốc Hàn này. Siêu tốc Hàn. Ấm siêu tốc này. Siêu tốc Hàn Quốc, giá sẽ là 130k nhá, 130.000.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ly nhiệt nhá. Đấy thì con này nó sẽ là một cái ly to như này, dung tích của nó sẽ là 600 ml nhá. Đấy, 600 ml, hàng của Mỹ này, American này. Đó, American, hàng của Mỹ cực kỳ là ngon cho các bác luôn. Đó. Và nó sẽ có kèm cho các bác là một cái ống hút bằng inox như này, thì cực kỳ sạch sẽ và an toàn luôn, nắp có gioăng nhá. Nắp có gioăng, các bác có thể cho ống hút vào đây mình sử dụng này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 60k thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ly nhiệt nhá. Con này các bác dùng để mình ly giữ nhiệt này, các bác dùng để uống bia này, hoặc là mang nước đi chơi, đi làm, đi học đều được hết nhá. Đấy, hoặc các bác có thể bỏ cái nắp này ra, mình dùng trực tiếp như này để mình làm cốc uống bia thì rất là ngon luôn, vừa một lon bia nhá và giữ nhiệt rất là tốt. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 60k thôi. Lên mã giúp cho em đó là ly giữ nhiệt nhá. Giá sẽ là 60.000 cho một con ly giữ nhiệt như này. Ly giữ nhiệt này. Đó. Ly giữ nhiệt. Giá sẽ là 60k nhá. 60k cho một em ly giữ nhiệt như này. 60.000, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo ngày hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là cái tỉa lông mũi nhá. Đấy, tỉa lông mũi đây. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 cho một cái bộ tỉa lông mũi như này, 30k thôi. Giá này là giá thanh lý luôn. Các bác cứ đưa vào như này là cắt thôi, đưa vào như này là cắt, nó rất là tiện dụng. Ở đây thì nó sẽ là cơ chế xoay bên trong như này, cho nên các bác dùng rất là ngon, không sợ bị đứt. Đó, giá sẽ là 30k nhá. Lên cho em là tỉa lông mũi 30.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái hút dung dịch nhá. Đấy, các bác lên cho em là hút dung dịch này. Con này cũng chỉ 30k cho một cái bộ hút dung dịch này thôi. Một cái ống như này và một cái đầu hút như này, và các bác theo cái chiều mũi tên này, thì chiều mũi tên này sẽ là chiều ra nước này, và chiều này là chiều hút này, bóp này cho em là nó sẽ ra này. Đấy, ở đây sẽ có cho các bác một cái đai như này, 30k nhá. Lên cho em là hút dung dịch, giá sẽ là 30.000 này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái bộ màu cầu vồng nhá. Lên cho em là bộ màu cầu vồng, bộ này thì rất nhiều chi tiết này, nó có tới cho các bác là 150 chi tiết luôn, 150 chi tiết như này, tha hồ thoải mái cho các bác, cho các em nó vui chơi sáng tạo luôn. Lên cho em là màu cầu vồng nhá, màu bột, màu nước, màu sáp, màu trì nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 100 à, 100.000 cái bộ màu cầu vồng này thôi. Đây, màu bột, màu nước, màu sáp, màu trì, có gọt bút trì, có kéo này, có đồ thủ công đầy đủ cho các bác luôn. Đây, đấy, 100.000 cho cái bộ màu cầu vồng như này. Lên cho em là màu cầu vồng nhá, giá sẽ là 100k, thì các bác có thể mua để làm quà cho các bé nhà mình cũng rất là ok luôn. Màu cầu vồng, giá sẽ là 100.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái móc khóa này. Móc khóa bằng da bò như này. Giá thì sẽ là giá thanh lý cho các bác 5.000 một chiếc thôi. 5.000 cho một chiếc móc khóa da bò như này nhá. Đấy, 5.000 cho một chiếc móc khóa da bò như này. Thì cái này rất là tiện dụng này, về nhà các bác có chìa khóa thì các bác đeo vào cho em để nó tránh mất chìa. Chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên nhá, 100% da bò tự nhiên. Đấy, hàng xịn sò da bò tự nhiên như này. Lên cho em là móc khóa da bò nhé. Giá sẽ là 5k, 5.000 cho một cái như này. Đấy, 5.000 cho một cái. Còn bác nào mua số lượng thì bên em sẽ thanh lý cho các bác với giá là, mua lẻ thì sẽ là 5.000 một cái, còn mua combo thì sẽ là 10.000 ba chiếc nhé. 10.000 ba chiếc cho cái móc khóa da bò như này nhé, 10.000 ba cái. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ dao ba con này. Thì đầu tiên nó sẽ là con dao gọt như này, con dao gọt gỗ như này thì giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho con dao gọt gỗ như này. Đấy, con lên theo là dao gọt gỗ, giá sẽ là 40.000 này. Tiếp theo là con thái gỗ này. Con thái gỗ này thì giá của nó sẽ là 80k nhá. Đấy, 80k cho em dao thái gỗ như này, 80.000 các bác này. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là có một con dao chặt gỗ như này. Đấy, con này thì cân nặng của nó thì khoảng 4 lạng. Đấy, khoảng 3 đến 4 lạng. 4 lạng các bạn, rất là đầm tay luôn, chặt cực kỳ là ngon. Hàng của thương hiệu Asaka Japan này. Đấy. Con này thì sẽ là 180.000. 180.000 con như này. 180.000 thôi nhá. Đấy, và các bác lấy combo, lấy combo 3 con này thì 3 con này là bao nhiêu đấy? 260.000 cho 3 con dao như này nhá. Đấy. Nếu các bác lấy combo thì sẽ là 260.000 cho 3 con như này. Đấy, còn mua lẻ thì con này sẽ là 180.000. Đấy. Con dao chặt này thì sẽ là 180.000 nhá. 180k con này này. Đấy, còn là 3 con thì sẽ là 260k nhá. 260.000 cho 3 con. 260.000 bên em bao ship đến tận nhà cho bác cho 3 con dao như này. Một con chặt, một con gọt, một con thái nhá. Combo 3 con dao như này 260.000, em test cho các bác xem luôn. Đấy. Con nào cũng sắc như nước hết này các bác này. Đấy, sắc như nước hết, các bác thấy sợ chưa? Đấy, các bác về dùng cẩn thận kiểu đứt tay nhá.
Đấy, con này 40.000, lên cho em là gọt gỗ 40.000 này. Tiếp theo là em thái gỗ này, sắc như nước luôn các bác này. Đấy. Các bác về thì dùng lưu ý cẩn thận thì em không đứt tay. Đấy. Con này nó sẽ là con thái gỗ này. Đấy, con này chuyên để thái này. Thái này, thái lọc này, 80.000 nhá. Còn con này là con dao chặt này. Con dao chặt cán gỗ như này, ốp liền thân như này. Con này sẽ là 180.000. Đấy, 180.000. Đấy. Thì nếu các bác mua combo thì hai con này đã là 260 rồi, 260 rồi. Và sẽ được tặng kèm thêm con này và bao ship nữa. Đấy, combo 3 con thì là coi như là được tặng kèm con này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về một số cái mã hàng rất là hot, đặc biệt là bắt đầu vào mùa du lịch rồi. Thì bên shop sẽ về cho các bác cái mẫu ba lô du lịch các bác nhá. Đấy, vali, vali kéo, các bác lên cho em là vali kéo. Đó. Màu sắc thì rất là đa dạng luôn. Kích thước thì em sẽ đo cơ bản cho các bác xem. Và giá thì rất hấp dẫn nhá. Đấy, sẽ có hai loại, một loại cao cấp thì sẽ là 900.000 và loại bình dân hơn một chút thì cũng là 650.000. Loại 650.000 này cũng là một loại khá là chất lượng cho các bác rồi. Khá là chất lượng các bác nhá. Hàng này thì khỏi phải bàn rồi các bác này. Đấy, dẫm đạp thoải mái luôn các bác nhá. Dẫm đạp thoải mái luôn các bác này. Dẫm đạp đập phá thoải mái luôn. Đập banh banh xà banh các bác này. Dẫm đạp đập banh banh luôn, chỉ có đau tay thôi các bác nhá. Chỉ có đau tay thôi. Chất của nó thì cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Và giá thì rất hấp dẫn nhá. Đó thì bên em có hai mẫu, một mẫu là 650.000 và một mẫu là 900.000. Đấy, đây. Đây em sẽ đo kích thước cho các bác xem luôn. Đấy thì bên em sẽ bán theo cặp nhá. Đấy, cặp này thì nó sẽ là cặp bình dân này. Cặp bình dân thì giá của nó sẽ là 650.000. Chiều cho nằm xuống. Đấy thì cái chiều ngang của nó sẽ là 40. Rồi, chiều ngang 40 các bác nhá. Đấy, chiều cao thì chiều dài của nó sẽ là 60 và chiều bề dày. Đấy, bề dày của nó thì sẽ là 25 các bác nhá, 25. Đấy. Tiếp theo đấy là con to, còn đây là con bé này. Đấy, em sẽ đo con bé cho bác xem. Con bé này thì chiều dài là 55. Đấy, tính cả chân là 55 nhá. Đấy. Và chiều ngang này là 35, chiều ngang là 35. Ngang 35 và chiều dày của nó thì nó sẽ là 20. Thì khi mà bên em gửi cho các bác thì bên em sẽ bỏ con nhỏ và con to. Đấy, bỏ con nhỏ và con to. Hai con nó sẽ nằm vào nhau. Đấy thì nó sẽ là combo bên em bán theo đôi. Một đôi này thì đôi loại thường thì sẽ là đôi loại thường thì sẽ là 650.000, còn đôi loại VIP. Đấy, loại VIP đây, đây là loại VIP này. Đấy. Kích thước thì nó như nhau thôi các bác nhá. Kích thước thì nó đều là như nhau hết. Kích thước thì đều là như nhau. Đây. Nhựa của nó là 100% là nhựa ABS nguyên sinh này. Đấy. Tay nắm hợp kim không gì các kiểu con là điểu luôn. Đây. Đấy, kéo ra rồi đẩy đi rồi xoay vòng các kiểu con là điểu luôn, rất là ngon nhá. Xoay này, đẩy đi này. Đấy. Rất là ngon luôn. Đó thì nó sẽ có cho các bác là mẫu VIP này thì các bác lên cho em là vali VIP thì sẽ là 900.000. Vali VIP là 900k nhá. Đó. Lấy cái bút tên này ghi. Vali VIP thì sẽ là 900.000, còn vali thường thì sẽ là 650.000. Đấy thì đây. Cái màu thường thì em cũng có mấy màu như này. Đấy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy các bác nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đấy, em vừa đấy test sản phẩm cho các bác xem đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác xem đây. Đạp thoải mái luôn các bác nhá. Đó, khóa 13. Các bác có thể ngồi lên cũng ok luôn, không bao giờ lo hề ấn gì. Đó. Đây. Đấy, các bác thấy chưa? Tay nắm của nó này, đấy rất là ngon lành luôn nhá. Kể cả loại thường và loại VIP này thì tay nắm đều bằng hợp kim hết nhá. Đấy, tay nắm đều bằng hợp kim nhôm hết. Cực kỳ ngon lành cành đào cho bác luôn. Đó, loại thường loại VIP như này, tay nắm đều bằng hợp kim nhôm hết, cực kỳ dày dẫn chắc chắn. Và bên em sẽ bán theo combo nhá, combo. Đấy, nó sẽ bán theo đôi, từng đôi một. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là đôi loại thường và đôi loại VIP. Đấy thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Đấy, vali VIP thì sẽ là 900.000 cho một cặp. Đấy, còn vali thường thì sẽ là 650.000 cho một cặp nhá. Đấy, một cặp đôi. Đó thì đây là loại thường này. Đấy, loại thường. Còn loại VIP thì là nó sẽ có cái bo đầu kiểu như này. Bo đầu kiểu này các bác này. Đấy, bo đầu kiểu như này các bác này. Đấy, loại VIP là nó sẽ bo đầu kiểu như này. Đấy, còn loại thường thì nó sẽ cũng có bo đầu nhưng mà nó sẽ đây, loại thường thì đây. Loại thường thì nó sẽ bo đầu kiểu này các bác này. Đấy, bo đầu kiểu này. Đấy, loại thường thì nó sẽ là bo tròn, còn loại VIP này thì nó sẽ bo khác hơn một chút thôi. Đấy, nhưng mà về cái chất nhựa nhất của nó thì nó sẽ chất lượng hơn. Đó thì các bác muốn lấy mẫu nào thì có thể lên lên theo số điện thoại này của bên em các bác nhá. Đấy. Riêng cái hàng này thì hàng cồng kềnh thì các bác phải cọc tiền thì bên em mới gửi các bác nhá. Đó, rồi ok.